là tài của anh thứ làm từng đơn giản nên không hay được đánh giá cao. Và anh thương hắn này sẵn rồi lại chơi bay một cả ao. Giống như con người anh nhẹ nó bắt và dễ chịu. Bài hát này không sâu xa, rất dễ nghe và dễ hiểu. Anh không có nhiều lưu ý, anh cảm thấy mình dễ chịu. Đây không phải là nhạc buồn, đây là thứ nhạc để chiều. Em vào đời bằng náo nhiệt, anh vào đời bằng âm thầm. Em đi tìm lúc thăng hoa, lòng anh lại là âm trầm. Em đi tìm lời vô thị, anh đi tìm tiếng guitar. Em đưa anh vào trong náo nhiệt, anh lắc đầu và đi ra. Em vào đời bằng vang đỏ, anh vào đời bằng đất trà. Bằng cơn mưa thơm bụi đất và bằng hoa dạ mọc trước nhà. Em vào đời bằng kế hoạch, anh vào đời bằng mộng mơ. Những chi em là công. Hello, hello, chị xin chào các em. À, chúng mình vào học nhá. Hello, chị chào Huệ, chị chào Ly, chị chào Diệu. Hello, xin chào các em. Mình nghe nhạc một chút xíu và cùng đợi các bạn để chúng mình bắt đầu học ngày hôm nay nhá. Hello, chị chào Vi, chị chào tất cả các em đã quay trở lại với buổi học ngày hôm nay của chúng mình. Chị không bật mí với các bạn là tối hôm nay chúng mình học cái gì thì các bạn đã biết tối nay chúng mình học bài gì chưa nào? Chị chào Dung. Các em có đoán được hôm nay chúng mình học bài gì không nào? Chị chào Trang, chị chào Huyền. Hello, xin chào tất cả các em. Xin chào các em đã quay trở lại với buổi học thứ 3 trong khóa học thương nhớ ngày xưa của chị em mình. Với hai buổi trước thì chị em mình đã cùng nhau đi tìm hiểu bài thơ tự tình của tác giả Hồ Xuân Hương. Và bài gì nhỉ? Và bài câu cá mùa thu. Với bài câu cá mùa thu thì chị em mình đã cùng nhau đi tìm hiểu 6 câu đầu bức tranh phong cảnh mùa thu của làng quê Việt Nam. Vậy thì chị có giao bài tập cho các bạn là hãy tái hiện lại bức tranh đó. Tuy nhiên là cái kết quả mà khi mà chị nhận về phản hồi thì các bạn đã lười hơn một chút xíu. Tức là các em nộp bài tập về cho chị là chị đã thấy ít hơn so với bài 1. Bài 1 các em nộp rất là nhiều, bài tự tình em nộp nhiều lắm. Nhưng mà sang đến bài câu cá mùa thu thì các em đã nộp ít hơn. Và chị đang đặt ra câu hỏi là do các em lười hay là các em không muốn vẽ tranh, hoặc là không thích, hoặc là không vẽ được tranh. Với bài tập mà bài câu cá mùa thu chị ra cho các bạn ấy, thì mục đích của chị khi mà để các bạn làm bài tập đó thì một phần là để các em thấy được cái mối quan hệ giữa văn học và hội họa nó có mối quan hệ như thế nào. Khi mình phản ánh từ một tác phẩm ngôn từ sang một tác phẩm được mình tái hiện bằng những cái hình tượng mình vẽ, bằng những cái đường nét, bằng màu sắc thì nó sẽ như thế nào. Đấy là cái mục đích mà chị muốn cho các bạn làm cái bài tập như thế. Và đồng thời thì thông qua bài tập mà các em đọc hiểu 6 câu đầu trong bài câu cá mùa thu, đồng thời với việc các em tái hiện bức tranh đấy, thì chúng ta cũng thấy được là mối quan hệ giữa văn học và đời sống của mối quan hệ như thế nào. Và đấy là tất cả những cái mục đích và mục tiêu mà chị muốn đặt ra cho các bạn trong cái phần bài tập mà chúng mình cùng nhau làm ngày hôm đấy. Thì chị hy vọng rằng là với một cái nhiệm vụ như thế thì sẽ giúp các bạn được phần nào đấy hình dung được cái mối quan hệ giữa các loại hình nghệ thuật với nhau. Chị thấy có rất là nhiều bạn không tô màu đâu, nhưng mà chị vẫn cảm thấy được cái hồn của bức tranh nhá. Cái bài mà chị cảm thấy ấn tượng nhất đấy là cái bài của bạn Nguyễn Thái Học thì phải. Chị rất là ấn tượng với bài của bạn Học, bởi vì chị trong cả một bức tranh như thế thì chị chỉ chú ý một hình ảnh duy nhất trong bức tranh của bạn, đấy là hình ảnh chiếc lá đưa vèo, tức là bạn viết cái chiếc lá vèo một cái thế này. Thì chị rất là ấn tượng với hình ảnh đấy và chị rất là ấn tượng với bài viết đấy. Ngoài ra thì còn một số những cái bức tranh khác của bạn khác thì chị cũng đã nhận được rồi và cảm thấy là các em cũng đã dường như đã tái hiện được cái bức tranh phong cảnh mùa thu. Tuy nhiên là có những bức tranh chị cảm thấy rất là ngộ nghĩnh mà chị cũng khá là ấn tượng, đó là cái bức tranh chị không nhớ là tác giả là do bạn nào. Tuy nhiên là cái bức tranh đấy là hình ảnh nhân vật chữ tình câu cá, cá đâu đớp động dưới chân mèo. Nhưng mà trong bức tranh của bạn thì chị thấy rằng là nhân vật chữ tình đã câu được một con cá siêu to khổng lồ. Đấy là những câu chuyện mà chị em mình nói lại với nhau một chút xíu về bài tập mà chúng mình đã cùng nhau làm ở buổi số 1 và buổi số 2. Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một tác phẩm của nhà thơ Trần Tế Xương, đó là bài Thương Vợ các em nhé. Rồi, chúng mình các em đã ngồi vào bàn học và dở sách giáo khoa ra chưa? Chúng mình bắt đầu học nhé. Rồi, với bài Thương Vợ của nhà thơ Trần Tế Xương thì trước tiên với cách học mà chúng mình cùng nhau áp dụng từ đầu khóa học đến bây giờ, chắc chắn rồi đấy là chị sẽ cùng với các bạn đọc cái phần kết quả cần đạt này, xem rằng bài Thương Vợ của chúng mình sẽ phải đạt được những yêu cầu như thế nào. Trước tiên thì các bạn chú ý cho chị.
À, cái dấu tròn đầu tiên là thể hiện về mặt nội dung. Trong bài này thì các em cần nắm được những cái ý nào quan trọng nhất. Thứ nhất này, các em phải cảm nhận được hình ảnh của bà Tú. À, đây là ý thứ nhất mà các bạn cần phải nắm bắt được sau khi học xong bài này. Được chưa nào? Và nội dung thứ hai mà các em cần phải nắm bắt được này, tình cảm thương yêu quý trọng người vợ cùng những tâm sự của nhà thơ. À, cái này là yếu tố thứ hai. Đây là về thứ hai, là nội dung thứ hai mà các bạn cần phải nắm được trong bài Thương vợ của nhà thơ Trần Tế Xương. Rồi, đấy là về mặt nội dung, còn về mặt nghệ thuật thì sao? Các bạn lại chú ý cho chị. Dấu chấm thứ hai. Dấu chấm thứ hai về mặt nghệ thuật thì yêu cầu các em này thấy được sự thành công trong nghệ thuật của bài thơ, thì nghệ thuật trong bài Thương vợ của nhà thơ Trần Tế Xương đã sử dụng những nghệ thuật nào? Thì các bạn thấy là sử dụng tiếng Việt giản dị này, tự nhiên, giàu sức biểu cảm, vận dụng sáng tạo các hình ảnh, các cách nói của văn học dân gian. À, vậy thì hình ảnh giản dị ra làm sao, giàu sức biểu cảm như thế nào và vận dụng cách nói của văn học dân gian như thế nào, thì chị em mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu qua tất cả các bài nhé. À, bị mờ à? Để chị xử lý lại nhá. À, chắc là do mạng ấy. Để chị đợi chị một chút. Các em ơi, đã nhìn thấy rõ hơn chưa? Vẫn mờ à? À, đợi chị một chút xíu nhá. Các em ơi, các em đã xem được chưa? Chị đã đổi mạng rồi đấy, không biết là đã được chưa? Ở màn hình, bên màn hình của chị thì khá là ok và rất là nét rồi, nhưng mà chị không không hiểu tại sao bên tín hiệu của các bạn lại bị kém thế à? Chị đang cố chỉnh máy, các em đợi chị một chút xíu nhá. Đợi chị một chút. À, nếu mà có bạn được mà có bạn chưa thì các em phải kiểm tra lại cái kết nối mạng của mình nhá. Các em ơi, được chưa, được chưa? À, để chị xem nào. Vẫn mờ à? À, ok, được rồi, đúng không nào? Vậy thì các em thử xem lại cái phần kết nối mạng của các em ở đường dây của các em như thế nào nhá. Bởi vì bên chị là chị đang thấy rất là ok rồi. Rồi, ok, thế vậy thì chúng mình bắt đầu học tiếp nhá. Rồi. Vậy thì đấy là phần nội dung và phần nghệ thuật mà các em cần phải nắm bắt được cho chị trong bài Thương vợ. À, vậy thì các bạn đã đọc phần tiểu dẫn trong sách giáo khoa chưa nào? Các em đã đọc sách chưa? Nếu mà đọc sách rồi thì chắc chắn lại mờ à? À, muốn hết nhau. Chị đang không biết làm sao. Bên chị rất là nét luôn ý. Các em đã xem lại được chưa ạ? À, ok, được rồi đúng không? Được rồi thì chị em mình sẽ bắt đầu vào học luôn nhá. Bên chị thì đường truyền khá là ổn và chị nhìn ở màn hình khá là nét rồi ý. Nếu mà các bạn nào bị mờ thì kiểm tra lại kết nối của mình xem như thế nào nhá. Rồi bây giờ chúng mình vào học này. À, với bất kể một bài nào khi mà các em học, các em đọc ấy, thì chị vẫn luôn luôn chú ý các bạn là chúng mình sẽ phải đọc trước phần tiểu dẫn cho chị. Trong phần tiểu dẫn thì các em cần phải nắm bắt được thông tin về tác giả và tác phẩm. Về tác giả thì các bạn sẽ nắm bắt cho chị về phần cuộc đời. Đối với nhà văn Trần Tế Xương thì các bạn cần chú ý cho chị những điểm sau nhá. Rồi, bây giờ được rồi thì các bạn lấy sách vở ra và cùng chị học bài và ghi chép những phần kiến thức sau đây nhá. Rồi, trước tiên là về chúng mình sẽ tìm hiểu về thông tin tác giả Trần Tế Xương. Thì các bạn chú ý cho chị về phần cuộc đời. Với cuộc đời thì các bạn chú ý cho chị những ý chính như sau mà các bạn cần phải nắm bắt được này. Thứ nhất, Trần Tế Xương sinh năm 1870, mất năm 1907 mà chúng ta hay quen gọi là Tú Xương. Rồi, tên đầy đủ của nhà thơ là Trần Tế Xương. Trần Tế Xương. Nhà thơ sinh năm 1870 và mất năm 1907. Và chúng ta hay gọi là Tú Xương đấy. À, vậy thì các bạn nhìn vào năm sinh năm mất của nhà thơ thì chúng mình có khẳng định được cho chị ạ. À, nhà thơ Tú Xương của chúng ta sống vào giai đoạn nào và vào thế kỷ nào không nào? À, Tú Xương ở đây là sống vào cuối thế kỷ thứ 19. Và ở đây các bạn sẽ lại hình dung lại cho chị. Vào cuối thế kỷ 19 thì văn học
các đặc điểm của văn học cuối thế kỷ 19 có những đặc điểm như thế nào và hoàn cảnh lịch sử của đất nước ta ra làm sao. Và từ đấy thì các bạn sẽ có một cái nhìn soi chiếu giữa văn học và đời sống. À, các bạn hãy cố gắng vừa học mà chúng mình cũng cùng nhau liên kết các mối quan hệ giữa văn học và lịch sử để chúng mình sẽ thấy được cái nhìn tổng quát. Đây là phần văn học sử, tuy nhiên nó cũng sẽ giúp ích rất là nhiều với các em trong quá trình mà các em đi tìm hiểu văn bản đấy. Thế nên chị luôn luôn nhắc các bạn rằng là chúng mình luôn luôn nhìn ở cái góc nhìn soi chiếu từ lịch sử xã hội cho đến văn học và ngược lại từ văn học quay trở lại với lịch sử xã hội. Thế nên các bạn chú ý cho chị, và đây là cuối thế kỷ thứ 19 nhá. Tiếp nữa chị sẽ nói phân tích một chút xíu về xã hội cuối thế kỷ 19 có ảnh hưởng như thế nào đến phong cách sáng tác của nhà thơ Tú Xương, được chưa nào? Rồi, ở đây thì trong sách giáo khoa thì các bạn thấy ngay được rằng là Tú Xương hay Trần Tế Xương sẽ có tên húy là Duy Uyên, tên tự là Mặc Trai, hay còn có cái tên tự khác là Tự Thịnh, Hiệu Mộng Tích hay là Vị Thành. Tức là nhà thơ Trần Tế Xương của chúng ta có rất là nhiều tên hiệu. Nhưng ở đây các bạn chỉ cần chú ý cho chị là tên đầy đủ là Trần Tế Xương hay còn gọi là Tú Xương là ok rồi, được chưa nào? Rồi, về quê quán thì nhà thơ Tú Xương của chúng ta ở làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Các bạn nhớ chị nha, quê hương của nhà thơ là ở tỉnh Nam Định. Được chưa nào? Rồi, tiếp theo, ý thứ hai mà các bạn cần phải chú ý cho chị ở trong phần tác giả này, các em cần lưu ý này. Sau khi mà mình tìm hiểu được tên này, mình tìm hiểu được năm sinh năm mất và gia đình rồi, thì về phần cuộc đời thì chúng mình sẽ tìm hiểu những ý chính nào về nhà thơ Trần Tế Xương mà chúng mình cần phải lưu ý cho chị. Các bạn đã đọc phần tiểu dẫn rồi thì các em có những cái nét chính nào mà các bạn đặc biệt quan tâm đến cuộc đời của nhà thơ Trần Tế Xương không nào? Thì các bạn comment cho chị biết nhá. Với cuộc đời của nhà thơ Trần Tế Xương thì chị có một cái điểm rất là gọi là để ý ấy, tức là rất là thích ở đây, chính là Trần Tế Xương hay nhà thơ Tú Xương của chúng ta lấy vợ rất là sớm. Ông lấy vợ rất là sớm. Và vợ của ông thì có tên là Phạm Thị Mẫn. Và đây Phạm Thị Mẫn là một người con gái nhà dòng, và tức là một người con gái trong một cái gia đình gia giáo. Đây, vợ của ông lấy vợ rất là sớm. Vợ tên là Phạm Thị Mẫn. Là một người con gái trong một cái gia đình gia giáo. Được chưa nào? Các bạn chú ý cho chị những phần đấy. Chính xác rồi. Ở đây thì chị thấy có bạn Lê Huyền có comment một bình luận, đó là Tú Xương chỉ sống trong 37 năm. Và Tú Xương sống trong 37 năm này cũng là một cái nét trong phần cuộc đời mà các em cần phải chú ý cho chị này. Và trong 37 năm cuộc đời này của nhà thơ Trần Tế Xương thì lại có những cái đặc điểm gì mà các bạn cần phải nhớ? Với 37 năm sống trên cõi đời thì nhà thơ Tú Xương của chúng ta 37 năm này chỉ gói gọn và trong 3 việc chủ yếu. Sống 37 năm. Nhà thơ Tú Xương của chúng ta chỉ sống 37 năm thôi, và 37 năm này của Tú Xương chỉ gắn liền với 3 việc. Các em biết 3 việc gì không? Gắn liền với 3 việc đấy chính là đi học này, rồi đi thi này, rồi làm thơ. Đây chính là 3 việc mà nhà thơ Tú Xương trong 37 năm này chỉ gói gọn trong 3 việc: đi học, đi thi và làm thơ. Nói về chuyện đi học và đi thi của nhà thơ Tú Xương thì chị sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về cuộc đời thi cử của Tú Xương vất vả gian truân như thế nào. Tú Xương từ năm 1858, lúc đấy thì nhà thơ Tú Xương của chúng ta mới có 15 tuổi. Và ở mới 15 tuổi này thì nhà thơ đã bắt đầu đi thi rồi. Và Tú Xương trải qua tất cả 8 khóa lều trọng. Theo triều đình phong kiến của chúng ta, trong cái thế kỷ phong kiến thì cứ 3 năm sẽ tổ chức một cuộc thi hương một lần. Vậy thì dòng dã trong 8 khóa lều trọng đấy, Tú Xương đều đi thi và trải qua tất cả 22 năm. Nhưng mà cái sự nghiệp thi cử của nhà thơ thì lại không thành. Tức là trong suốt 22 năm dòng đi thi như thế, trải qua 8 khóa lều trọng
Thì đến cái khóa thứ tư, tức là vào năm mà Tú Xương 24 tuổi, năm đấy là năm 1894, tức là năm Giáp Ngọ, thì nhà thơ Tú Xương của chúng ta đỗ bậc tú tài. À, mà đỗ bậc tú tài ở đây nhưng mà lại là bậc rốt bảng. À, tức là đỗ cái phần cuối cùng nhất. Như chị tìm hiểu được thì mỗi một kỳ thi của chúng ta sẽ có 3 kỳ, đó là thi hương, thi hội và thi đình. Và trong kỳ thi hương, khi mà các sĩ tử đi thi thì sẽ có 3 giải. Giải đầu tiên là giải nguyên. À, giải nguyên là như sao, là như thế nào? Giải nguyên tức là giải người đi thi sẽ đạt giải đứng đầu. À, đấy là nhà thơ nào của chúng ta, Tam Nguyên Yên Đổ đấy nhỉ, Nguyễn Khuyến nếu không nào, thì chúng ta gọi là Tam Nguyên, tức là đỗ đầu trong tất cả các kỳ thi. Rồi, đấy là giải đầu tiên của thi hương. Sau giải thi hương thì là giải hương cống, tức là người đỗ được giải hương cống này là phải trải qua cả 4 kỳ thi. Nếu thế nào? Còn một giải cuối cùng nhất, đó là giải sinh đồ, tức là người đỗ được giải sinh đồ này sẽ được gọi là ông Tú, và người đỗ giải sinh đồ này thì chỉ cần trải qua 3 kỳ đầu tiên của cái giải thi hương đấy là đã đỗ được sinh đồ rồi. Vậy thì nhà thơ Tú Xương của chúng ta chỉ đỗ giải thứ ba mà thôi, tức là giải sinh đồ và được gọi là ông Tú. Tức là trong cả 8 cái khóa đều chẵn đấy, khóa nào cũng đi thi, cứ 3 năm triều đình mở một lần thì cứ đi thi với một cái danh vọng, à với một khát vọng là lập công danh, thế nhưng sự nghiệp lại không thành. À, cả 8 khóa lều chẵn thì chỉ duy nhất một khóa, đấy là khóa vào năm 1894, năm Giáp Ngọ, thì nhà thơ Tú Xương của chúng ta mới đỗ bậc tú tài nhưng lại đỗ rốt bảng. Đấy, các em thấy không? Cảm tưởng như là học tài thi phận. À, tại sao lại nói học tài thi phận? Bởi vì chúng mình lại xét một chút xíu về thế kỷ cuối thế kỷ xã hội nước ta cuối thế kỷ 19. À, lúc này thì triều đình phong kiến đã bắt đầu suy thoái và dục cảm giác như là sẽ có thể mất bất cứ lúc nào và không không làm trọn vẹn được cái trọng trách của một cái người đứng đầu đất nước. Và lúc đấy thì đất nước của chúng ta lại bị chịu sự xâm lược của thực dân Pháp, đúng không nào? Chính vì thế xã hội rất là hỗn loạn, chính vì thế cái việc thi cử văn hóa và giáo dục cũng sẽ bị chịu tác động. À, với một cái bối cảnh như thế, với một cái người tài như Tú Xương thì không 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 được lọt vào cái hàng không được lọt vào cái hàng quan trong triều đình như thế. Đấy là cái câu chuyện về cuộc đời gắn với 37 năm chỉ gắn với việc đi học và đi thi. Các bạn chú ý nhất cho chị cái cuộc đời gắn với 8 kỳ thi liên tiếp nhưng chỉ đỗ tú tài thôi nhá. Các em chú ý cho chị cái điều này. Còn như thế nào thì chị đã cũng cũng đã kể với các bạn rồi đấy. Thì các bạn lưu ý cho chị phần đó. Được chưa nào? Đấy là cuộc đời 37 năm của nhà thơ Tú Xương. Rồi, tiếp theo nữa, chính vì mà nhà thơ Tú Xương của chúng ta trong 8 khóa liên tiếp chỉ đỗ được bằng tú tài thôi, thế nên ông được bổ làm quan tại gia. Làm quan tại gia. Ừ, và như thế nào nhỉ? Ăn lương vợ đúng không nào? Nếu như mà đỗ được các giải nguyên chẳng hạn thì sẽ đeo đeo ấn phong hầu và ra sức để giúp dân giúp nước giúp đời. Thế nhưng Tú Xương của chúng ta chỉ đỗ tú tài ở bậc rốt bảng thôi. Thế nên về nhà được phong làm quan tại gia và ăn lương vợ. Các bạn chú ý cho chị phần này, được chưa nào? Rồi, tiếp theo trong cuộc đời của Tú Xương thì ở cả cái trọn vẹn 37 năm sống trên cõi đời của Tú Xương đều gắn với làng quê Nam Định. À, và lúc này thì xã hội Nam Định của chúng ta cũng cũng như là nó cũng như là cái mô hình xã hội Việt Nam thu nhỏ vào cuối thế kỷ thứ 19. Vậy thì xã hội của tỉnh Nam Định cũng như là Việt Nam của chúng ta nói chung trong cuối thế kỷ 19 thì đây là cái giai đoạn mà giao thời giữa Nho và Tây, tức là sao? Tức là văn học trung đại, những cái văn hóa và xã hội triều đình phong kiến vẫn còn. Nhưng bên cạnh đấy thì chúng ta đã bị thực dân Pháp xâm lược, à và đã bị chịu ảnh hưởng bởi phần Tây hóa. À, cái phần này chúng mình sẽ được học tiếp ở trong cái phần văn học hiện đại thì sẽ hình dung được cái quá trình và con đường hiện đại hóa văn học chuyển từ văn học trung đại sang văn học hiện đại như thế nào. Và nhà thơ Tú Xương của chúng ta ở trong cái giai đoạn giao thời này, tức là vào cuối thế kỷ thứ 19 thì Tú Xương sống toàn bộ trọn vẹn trong cái nửa cuối thế kỷ này và đây là giai đoạn giao thời giữa cũ và mới, giữa Nho và Tây, giữa Nho học và Tây học.
À, chính cái việc này, chính cái nhân tố này đã tác động là một nhân tố rất là quan trọng, tác động đến phong cách sáng tác. Tác động đến phong cách sáng tác của nhà thơ, đó là cái chất trào phúng. Câu hỏi để đặt ra ở đây là khi nào thì các tác giả trào phúng? À, khi nào thì người ta sử dụng sự châm biếm, khi nào thì người ta phê phán, khi nào thì người ta trào phúng? À, có phải là khi khi xã hội, khi hiện thực xã hội nó quá rối ren, nó quá bê bối và người ta phải dùng những cái sự đả kích, trào phúng, châm biếm dường như là băm bổ vào mặt xã hội đấy. Khi nào? Đấy là khi xã hội rơi vào cái trạng thái mục nát và thối rữa. À, đấy, xã hội như thế, đời sống nhân dân thì vô cùng lầm than và cực khổ, thì lúc đấy cái ngòi bút trào phúng này, cái chất trào phúng sẽ được thể hiện. Cái phần này thì các bạn lại sẽ được học trong văn học hiện đại với một cái ngòi bút rất là quen thuộc và cũng là một ngòi bút mà các bạn rất là ưa thích. Đấy là ai? Đấy là Vũ Trọng Phụng với tác phẩm gì nhỉ? Với tiểu thuyết Số Đỏ, và chúng mình sẽ học một đoạn trích, đấy là Hạnh Phúc Của Một Tang Gia, đúng không nào? À, thế bây giờ với Tú Xương thì Tú Xương sống ở cái cuối thế kỷ thứ 19 này, với cái sự tiếp với cái bối cảnh xã hội, với cái sự giao thời giữa Nho và Tây, xã hội có sự biến đổi, biến thiên rất là nhiều như thế, thì cũng là một tác động đến phong cách, tức là hình thành cái chất trào phúng trong thơ của Tú Xương. Đấy là cái phần chị muốn nhấn mạnh về phần cuộc đời của Tú Xương, thì các bạn nắm cho chị những ý này nhá, được chưa nào? Rồi, đấy là những ý mà các bạn cần nắm được cho chị về phần cuộc đời, về sự nghiệp sáng tác với Tú Xương. Thì các bạn chú ý cho chị những ý sau. Với 37 năm thì tuy sống rất là ít, tuy nhiên cái sự nghiệp sáng tác mà Tú Xương để lại cho nền văn học Việt Nam thì rất là nhiều và rất là to lớn. Thì sự nghiệp sáng tác thơ ca của ông dường như là trên 100 bài. Sự nghiệp sáng tác thơ ca. Sự nghiệp sáng tác thơ ca thì trên 100 bài. Được chưa nào? À, rồi, và trong sự nghiệp sáng tác này thì sẽ chủ yếu nhấn mạnh đến thơ các em nhé. Đặc biệt là thơ. Tuy nhiên thì ngoài thơ ra thì Tú Xương còn có sáng tác cả văn tế, cả phú, cả câu đối. Tuy nhiên thì các bạn chú ý tập trung là phong cách tập trung sẽ chủ yếu ở mảng thơ, được chưa nào? Rồi, với thơ thì Tú Xương lại viết bằng rất nhiều thể loại. Đó là sao? Đó là thất ngôn bát cú đường luận này. Đấy là thất ngôn tứ tuyệt này, đấy là lục bát này, thơ này, trong thơ thì Tú Xương sử dụng rất là nhiều thể loại, đó là thất ngôn bát cú. Thất ngôn bát cú. Rồi, thất ngôn tứ tuyệt này. Thất ngôn tứ tuyệt. Và có thể là thể thơ lục bát nữa. Rồi, các em ơi, các em có ghi chép kịp không nào? Chị nghĩ là với tốc độ này thì các bạn ghi chép được đúng không nào? Nếu như các bạn mà không chép kịp hoặc là chị nói nhanh quá thì các em có thể comment để chị có thể giảm tốc độ lại để các bạn có thể ghi chép được nhá. Rồi, ok, có ghi chép được đúng không? Về thơ này, sự nghiệp sáng tác trên 100 bài thơ được viết với rất là nhiều thể loại. Và các bạn chú ý cho chị, trong thơ của Tú Xương thường hướng đến 3 đề tài sau. Rồi, đề tài thứ nhất đó chính là Tú Xương phản ánh cái thực trạng thi cử. Thực trạng thi cử. Nó gắn liền với cuộc đời thi cử của Tú Xương, thế nên cái đề tài đầu tiên mà trong thơ Tú Xương thì chúng ta có thể thấy rõ nhất đấy là thực trạng thi cử. À, bài này thì các bạn sẽ được học trong đây, chị sẽ dở luôn cái bài đấy cho các bạn. Đấy là bài Vịnh Thi Hương. Vịnh Thi Hương. Thì đấy là một cái đề tài rất là quen thuộc trong thơ của Tú Xương. Mà chị đang không biết nó ở trang nào các em. Chị dở mục lục xem. À đây, Vịnh Khoa Thi Hương trang 33. Đây, Vịnh Khoa Thi Hương của Trần Tế Xương. Và đây cũng là một cái đề tài mà chúng mình thấy trong thơ Tú Xương có rất là nhiều, được chưa nào? Ngay trong bài này thôi, ngay trong sách giáo khoa thì chúng mình đã được đề cập đến rồi, được chưa nào? Và mảng đề tài thứ hai trong thơ của Tú Xương mà các bạn sẽ học đấy chính là thực trạng xã hội Nam Định buổi giao thời. Thực trạng
nói về thực trạng xã hội, chủ yếu là ở tỉnh Nam Định. Như chị nói rồi đấy, Nam Định thì nó sẽ là một cái xã hội thu nhỏ, dường như cái tỉnh Nam Định của nhà thơ sẽ là một cái xã hội thu nhỏ của đất nước chúng ta. Và trong thơ của Tú Sương sẽ có một mảng đề tài nữa đề cập đến thực trạng xã hội. À, và một cái đề tài thứ ba nữa mà các bạn cần chú ý cho chị, đó chính là những cảnh đời riêng của ông Tú. Cảnh đời riêng của ông Tú. À, cảnh đời riêng của ông Tú đấy, thì ông Tú sẽ đề cập đến những vấn đề gì? À, đấy là những tình, đấy là tấm lòng thương vợ này, rồi đó là tình bạn bè sâu sắc, đúng không nào? Với bài Khóc Dương Khuê thì các bạn có thể thấy được đấy, đây là ba mảng đề tài mà trong thơ Tú Xương đề cập đến, được chưa nào? À, và chắc chắn rồi, trong trong cuộc đời riêng của ông Tú thì các bạn lại chú ý cho chị một cái cạnh cộng đầu dòng nhỏ nữa, thì trong cái cuộc đời riêng này thì đề tài sáng tác về bà Tú, à ở đây các bạn chú ý cho chị là đề tài sáng tác về bà Tú. Tú Xương không những làm thơ mà Tú Xương còn làm cả câu đối nữa cơ. Nói chung là để bày tỏ cái tấm lòng của mình với người vợ Tảo Tần. Được chưa nào? Đấy là các bạn chú ý cho chị nhé. À, rồi các bạn chú ý cho chị. À, trong trong thơ xưa ấy thì khi mà chúng mình viết về người phụ nữ đã rất là ít rồi. Nếu như có viết thì sẽ là những người phụ nữ tài đức vẹn toàn như là Thúy Kiều, đúng không nào? Và sau nữa thì chúng ta sẽ bắt gặp những hình ảnh người phụ nữ rất là chân thật, rất là đời thường. À, đó là người phụ nữ trong bài Bánh Trôi Nước của Hồ Xuân Hương, đó là người vợ đi làm lẽ trong bài Tự Tình của Hồ Xuân Hương. À, và đến bây giờ chúng mình lại bắt gặp một hình ảnh người phụ nữ nữa được đi vào thơ ca, mà đây lại chính là do chính người chồng của mình viết. À, chúng ta đã đọc bài rồi thì phần nào thì các bạn sẽ thấy được cái sự khó khăn vất vả và cũng như là cái sự tần tảo của bà Tú. À, cái sự vất vả đấy của bà Tú, nhưng cũng may là được một phần, đó là ngay từ khi bà Tú còn sống, ông Tú đã để bà Tú vào trong thơ ca để ca ngợi, để trân trọng, để bày tỏ tình yêu thương. Và đây là một cái đề tài dường như cũng chiếm phần khá là nhiều trong thơ của Tú Xương. Được chưa nào? Đấy là các bạn chú ý cho chị những nét chính như thế này. Rồi, còn một ý nữa về phần sự nghiệp sáng tác thì các bạn lại chú ý cho chị nhá. Đấy là thơ của Tú Xương thì sẽ bao gồm cả hai mảng. Đấy chính là Trào Phúng và Chữ Tình. Trong thơ của Tú Xương sẽ có hai mảng, đấy là mảng Chữ Tình. Mảng Chữ Tình thì quá quen thuộc rồi, chúng mình bắt gặp rất là nhiều trong thơ ca. À, và có một mảng thứ hai làm nên cái tên tuổi của nhà thơ Tú Xương, đấy là cái nét Trào Phúng. Một xíu nữa thì chị em mình thử học bài Thương Vợ xem, chúng mình xem là cái chữ tình ở chỗ nào, chữ tình được thể hiện như thế nào và Trào Phúng được thể hiện như thế nào trong bài nhá. Chúng mình thử học xem và chúng mình sẽ thử tìm xem cái chất Trào Phúng ở đâu, chất chữ tình ở đâu trong bài Thương Vợ, được chưa nào? À, vậy thì đến đây với rất nhiều thứ như thế này thì chốt lại từ khóa trong phần này các bạn cần nhớ chị là gì. Sau một hồi chúng mình đi nói với nhau rất là nhiều thứ về tác giả thì cần chốt lại một số từ khóa sau mà các bạn cần chú ý. Rồi, về mặt từ khóa thì các em cần nhớ chị thứ nhất này. Đó chính là về thơ ca của trong sự nghiệp sáng tác, phong cách sáng tác của nhà thơ Tú Tú Xương tập trung chủ yếu ở mảng thơ ca, và thơ ca của Tú Xương sẽ bao gồm cả hai mảng, đó là trữ tình và Trào Phúng. Đấy là cái nét quan trọng nhất trong phong cách sáng tác mà các bạn cần chú ý cho chị. Được chưa nào? Rồi, về phần cuộc đời thì các bạn chú ý cho chị là Tú Xương sống vào cuối thế kỷ thứ 19. Lúc này thì đời sống xã hội có rất là nhiều cái sự thay đổi, có nhiều sự biến thiên, và chính cái sự thay đổi này đã tác động đến phong cách sáng tác. Thì đây, đó chính là cái giai đoạn giao thời Nho Tây, là một tác động, là một cái nhân tố hình thành chất Trào Phúng trong thơ. Được chưa nào? Và cái thứ hai trong cuộc đời thì các bạn cần chú ý cho chị, đó chính là cuộc đời gắn liền với đi học, đi thi, và chú ý đặc biệt nhất đó là con đường đi thi của Tú Xương rất là gian nan. À, lại nhớ về câu chuyện 8 khóa lều trống nhưng chỉ đỗ duy nhất một khóa, nhưng cái khóa này thì chỉ là đỗ tú tài thôi, là đỗ rốt bảng. À, các bạn lại nhớ đến cái giải khoa bảng trong kỳ thi Hương thì có 3 giải,
giải nguyên này, giải hương cống và giải sinh đồ, thì ông Tú của chúng ta chỉ đỗ cái giải cuối cùng thôi, được chưa nào? Nhớ nhá, nhớ chị những phần đấy. Đấy là những phần quan trọng nhất khi chúng mình nhắc đến nhà thơ Trần Tế Xương hay là Tú Xương. Và đấy là những cái phần mà quan trọng nhất để các bạn có thể bám vào để chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu văn bản, được chưa nào? Ok, được rồi. Đấy là những phần mà các bạn cần chú ý cho chị trong phần thông tin về tác giả. Rồi, với phần tác phẩm thì bài này không có cái gì quá là khó. Thì các bạn chỉ cần nhớ chị hai gạch đầu dòng này thôi là các bạn có thể nhớ được bài thương vợ này rồi. Thứ nhất, về tác phẩm, đây, chị để phần thông tin tác phẩm là phần 2 La Mã nhá. Chúng mình sang phần 2 La Mã. Thì các bạn nhớ chị những ý sau. Thứ nhất là xuất xứ. Về xuất xứ của bài thương vợ này thì nằm trong chùm sáng tác và những cái bài thơ về đề tài bà Tú. Thuộc cái đề tài viết về bà Tú. Và thương vợ được đánh giá là bài thơ hay nhất. Là bài thơ hay nhất. Đấy là đầu ý đầu tiên mà các bạn cần nhớ cho chị trong phần tác phẩm. Rồi, ý thứ hai. Đấy là các bạn xác định cho chị là thể thơ của bài này. Thể thơ của bài này thì cũng rất là quen thuộc, giống như tất cả những bài mà chúng mình đã học, đúng không nào? Đấy là tác giả đã sử dụng thể thất ngôn bát cú đường luật. Sẽ có 8 câu đúng không? Và trong 8 câu có mỗi một câu sẽ bao gồm 7 chữ. Đây là một thể thơ rất là quen thuộc với văn học trung đại. Thất ngôn bát cú đường luật. Rồi, về phần thông tin tác phẩm thì các em chỉ cần chú ý cho chị hai ý này thôi, hai ý chính về xuất xứ và thể thơ, được chưa nào? Rồi, và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tác phẩm này xem như thế nào nhá. Các em đã đọc bài chưa? Đọc bài rồi thì bây giờ hãy cùng chị đọc lại một lần nữa, được chưa nào? Đọc bài để chúng mình sẽ cùng nhau xác định bố cục và để chúng mình đi phân tích nhá. Rồi, ở đây chị sẽ đọc lại bài này một lần nữa này. Văn bản thương vợ quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ 5 con với một chồng, lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đò đông. Một duyên hai nợ âu đành phận, năm nắng 10 mưa dám quản công, cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Rồi, đọc bài rồi thì không biết là Huyền đã đọc từ khóa trong bài chưa? Bài này cũng có khá là những cái từ khó hiểu. Thì các bạn đã đọc chưa? Ở đây thì chị có chú giải một chút xíu cho các bạn nhé. Ở trong câu đầu tiên thì trong sách giáo khoa đã chú giải cho chúng ta từ mom sông. Và mom sông ở đây được hiểu là phần đất ở bờ sông nhô ra. Và đây là nơi người làng chài thường hay tụ tập để mua bán trao đổi hàng hóa với nhau. Rồi, ở đây khi mà chị đọc đến cái câu thứ tư này, eo xèo mặt nước buổi đò đông, thì trong đầu chị chưa đọc từ khóa và chị cũng chưa đọc chú giải, thì trong đầu chị hình dung ra là cái mặt nước này nó lăn tăn gợi sóng, nhưng mà chị vẫn chưa biết đích thực ở đây cái từ eo xèo này là nghĩa như thế nào. Thì chị dòng xuống đây chị nhìn thấy ngay eo xèo, nó không phải là cái như chị tưởng tượng là cái mặt nước nó lăn tăn gợn sóng, mà ở đây eo xèo là để chỉ sự kỳ kèo, kêu ca phàn nàn một cách rất là khó chịu của những cái người ở mom sông đang buôn bán như thế. Thì đấy là cái phần lý do mà chị luôn luôn nhắc các em là phải đọc phần chú thích đấy. Bởi vì những cái cảm nhận đầu tiên của mình đôi khi cũng có thể đúng, có thể sai. Thế nên là các em cứ cảm nhận đi, xem eo xèo này trong đầu các em sẽ hình dung ra có phải là tiếng nước xèo xèo bọt nước tan giống trong người đáy đò sông Đà hay không? Hay có phải là tiếng xèo xèo của tiếng dán bánh khoai, dán bánh các kiểu không? Đấy là những cái cảm nhận đầu tiên. Còn tuy nhiên ấy thì các bạn vẫn phải chú ý đọc cho chị từ khóa ở đây, eo xèo là chỉ tiếng kỳ kèo, kêu ca, phàn nàn, được chưa nào? Rồi, ngoài hai từ đấy ra thì trong bài này chúng ta còn có một số từ khó nữa, đó là duyên này, nợ này, âu đành phận. Thì chắc chắn là các bạn đọc hết rồi đúng không? Vậy thì đọc hết rồi thì bây giờ cùng chị phân chia bố cục của bài thương vợ này nhá. Bài thương vợ này thì các em sẽ phân tích bố cục như thế nào nhở? Mình sẽ phân tích theo kết cấu truyền thống của một bài thơ thất ngôn bát cú, là hai câu đề thực luận và kết. Hay là chúng mình sẽ có một cách phân tích khác dựa trên cái nội dung khái quát của bài. Các bạn lại nhìn này.
phân tích theo 4 phần đúng không? Ở đây chị lại vẫn nhìn thấy những ý kiến trái chiều đưa ra về việc phân tích thành 4 phần đề thực luận và kết hay là phân tích 6-2. Thì bản thân chị sẽ phân tích cho các bạn theo bố cục là 6-2. Tuy nhiên trong 6 câu đầu thì chị lại sẽ đi tách nhỏ cho các bạn theo từng vế, theo từng câu. Đấy là trong 6 câu đầu. Chị sẽ phân tích cho các bạn là 2 câu đầu sẽ thể hiện đặc tả điều gì, 2 câu tiếp theo sẽ đặc tả điều gì, được chưa nào? Rồi, với bài này chị lựa chọn phân tích 6-2 là bởi vì sao? Thứ nhất, chị dựa vào phần kết quả cần đạt của các bạn này. Thì ở đây các bạn phải thấy được 2 điểm. Điểm đầu tiên là hình ảnh bà Tú, được chưa nào? Và cái thứ hai đó là tình cảm và nỗi lòng của ông Tú. Vậy thì chắc chắn rồi, ở đây sẽ có 2 phần cả 2 phần nội dung quan trọng nhất, đó là hình ảnh bà Tú và nỗi lòng của ông Tú, được chưa nào? Chính vì thế mà chị sẽ quyết định chia bố cục của bài thành 2 phần, theo 2 phần. Và ở đây theo kết cấu 6-2, tức là 6 câu đầu và 2 câu cuối. Bây giờ chị hỏi các em nhé, khi mà các em đọc bài này thì hay là đọc bất kể một cái tác phẩm thơ nào khác thì chúng ta cần phải xác định nhân vật trữ tình, được chưa nào? Vậy thì chị có một câu hỏi dành cho các em, đấy chính là nhân vật trữ tình trong bài Thương Vợ này là ai? Nhân vật trữ tình, nhân vật trữ tình trong bài Thương Vợ là ai? Rồi, các bạn có câu trả lời cho chị không nào? Bây giờ chúng mình thử đọc xem nhá. Bây giờ chúng mình thử đọc 6 câu đầu tiên xem nào. Rất nhiều bạn đã cho chị câu trả lời là bà Tú. Quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ 5 con với một chồng, lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đò đông. Một duyên hai nợ âu đành phận, năm nắng 10 mưa dám quản công. Tất cả đều có một câu trả lời giống nhau, đấy chính là bà Tú. Tuy nhiên câu trả lời của chị lại khác các bạn. Các bạn lại hình dung cho chị này. Ở đây là bài thơ là ông Tú viết dành tặng cho bà Tú, đúng không nào? Và ở đây thì các bạn phải thấy được rằng là ở 6 câu đầu này thì chúng mình sẽ hiện lên hình ảnh của bà Tú. Nhưng mà hình ảnh bà Tú này có phải là bà Tú trực tiếp thể hiện không? Hay là qua lời kể của ông Tú? Thì các bạn phải thấy rằng là nếu như trong bài tự tình là nhân vật trữ tình tự bộc lộ những cảm xúc của mình, thì ở đây trong bài Thương Vợ thì các bạn thấy rằng là hình ảnh bà Tú hiện lên ở 6 câu đầu này được thể hiện qua cái nỗi lòng của ông Tú. Hình ảnh của bà Tú được hiện qua cái lời kể, qua cái nỗi lòng của ông Tú. Vậy thì ở đây nhân vật trữ tình của chúng ta bộc lộ tình cảm cảm xúc. Thì ai là người bộc lộ tình cảm cảm xúc ở đây? Là ông Tú chứ. Thì nhân vật trữ tình của chúng ta đây này, các bạn thấy này, và thấy được tình cảm yêu thương quý trọng của người vợ. Thì ở đây phải xác định được nhân vật trữ tình của chúng ta ở đây là ai? Là ông Tú, là người bày tỏ những cái nỗi lòng, những cái tâm tư tình cảm của mình đối với bà Tú. Chính xác, ông Tú mới là nhân vật trữ tình. Vậy thì bà Tú ở đây có vai trò như thế nào trong bài thơ này? Thì hình ảnh bà Tú ở đây, các bạn chú ý cho chị, bà Tú chính là đối tượng trữ tình. Chính là đối tượng trữ tình. Tức là một cái đối tượng để cho nhân vật trữ tình bày tỏ và bộc lộ cảm xúc. Thì đấy, Trong thơ ca thì người ta gọi đó là đối tượng trữ tình. Đây là một khái niệm. Chắc có lẽ là với những bạn nào, có thể có bạn biết và có thể có những bạn chưa biết, thì qua buổi học ngày hôm nay thì các bạn phân biệt cho chị nhân vật trữ tình và đối tượng trữ tình được chưa nào? Vậy trong bài này chị nhắc lại một lần nữa, nhân vật trữ tình là ông Tú, là người bày tỏ tình cảm cũng như là cái nỗi lòng của mình. Thì đó là nhân vật trữ tình. Còn hình ảnh bà Tú được hiện lên qua 6 câu thơ đầu nhưng lại qua lời kể của ông Tú. Chính vì thế bà Tú chỉ là đối tượng để ông Tú bày tỏ những cái tâm sự, những cái cảm xúc, những cái nỗi lòng của mình thôi, nhưng không phải là nhân vật trữ tình. Ok chưa nào? Nếu mà là nhân vật trữ tình bày tỏ, tự bộc lộ cảm xúc như nhân vật trữ tình trong bài Tự Tình của Hồ Xuân Hương thì lúc đấy là một câu chuyện khác. Còn trong bài này thì các bạn cần phân định cho chị đối tượng trữ tình và nhân vật trữ tình để mình thấy được rằng là
qua cái lời cảm xúc, qua cái lời kể của ông Tú thì bà Tú là đối tượng trữ tình sẽ được hiện lên như thế nào. Đấy, các em phân biệt cho chị trong bài này, các bạn chú ý cho chị điều đó. Các em chỉ cần chú ý điều đó thôi là các em đã dường như thâu tóm được kiến thức của bài rồi. Rất là đơn giản thôi. Được chưa nào? Các em hiểu được nhân vật trữ tình và đối tượng trữ tình chưa nào? Hiểu rồi thì bây giờ mình đi phân tích đối tượng trữ tình nhá. Đối tượng trữ tình của chúng mình ở đây chính là bà Tú. Và hình ảnh bà Tú được thể hiện qua lời kể, qua nỗi lòng của ông Tú như thế nào. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết 6 câu thơ đầu. À, và trong 6 câu thơ đầu này thì chị sẽ đi tìm hiểu lại đi từng câu một, từng phần một để chúng mình thấy được rằng là ở mỗi một câu hình ảnh của bà Tú sẽ được hiện lên và đặc tả như thế nào. Được chưa nào? Thì ở hai câu đầu tiên này, khi em đọc này, quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ 5 con với một chồng, thì ở đây chắc chắn rồi, đấy là cái hai câu đề này sẽ gợi cho chúng ta cái công việc làm ăn và gánh nặng của bà Tú. À, và nó được thể hiện cụ thể như thế nào thì các bạn lại chú ý cho chị những từ ngữ sau. Thứ nhất này, các em nhìn cho chị, để cho chị này. À, đầu tiên, câu đầu tiên, quanh năm buôn bán ở mom sông. À, thì gợi cho chúng mình trước tiên ở đây có một cái nhìn khái quát trước, đấy chính là hoàn cảnh của bà Tú. Hoàn cảnh của bà Tú được hiện lên như thế nào? À, sẽ được thể hiện qua những từ ngữ sau này. Thứ nhất là từ quanh năm. Thể hiện qua từ thứ nhất là từ quanh năm. Khi mà nhắc đến từ quanh năm thì gợi cho các em điều gì? À, đây là cái sự cảm nhận của các em đây này. Quanh năm gợi cho chúng ta điều gì nhỉ? À, có phải là cái khoảng vòng thời gian tuần hoàn, à, từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, từ tháng này qua tháng khác, đúng không nào? Vậy thì với cái từ quanh năm này thì gợi cho chúng ta một cái thời gian, dường như đây là một cái vòng tuần hoàn không có hồi kết. À, quanh năm sẽ gợi cho chúng ta một cái khoảng thời gian, một cái khoảng thời gian tuần hoàn chưa biết đến ngày kết thúc. À, tuần hoàn không có kết thúc. Như chúng mình đi học thì chúng mình sẽ có ngày nghỉ là ngày chủ nhật. À, vậy thì bà Tú của chúng ta quanh năm buôn bán thì dường như cái từ quanh năm này gợi cho chúng mình một cái khoảng thời gian tuần hoàn không có ngày nghỉ, không có ngày kết thúc, không kể nắng, không kể mưa, bất kể ngày nào cũng sẽ phải đi làm và không có ngày nghỉ. Được chưa nào? À, hình hoàn cảnh của bà Tú đó là quanh năm, cái khoảng thời gian là quanh năm này bà Tú đều phải làm gì? À, công việc của bà Tú, công việc của bà Tú chính là buôn bán. À, công việc của bà Tú là buôn bán. Thì các bạn hãy chú ý cho chị cái từ khóa này để hiểu rõ hơn về công việc của bà Tú nhé. Từ mom sông, các bạn chú ý từ mom sông này. Phần đất ở bờ sông nhô ra phía lòng sông, nơi người làng chài thường hay tụ tập mua bán. À, đây là cái công việc buôn bán của dân làng chài. Thì các bạn thử hiểu là ôi, nếu như mà buôn bán, nếu như các bạn tưởng tượng với, nhìn với một con mắt hiện đại, đơn giản đấy mà. Buôn bán thì có gì đâu, mở ra một cái quán thì xong là phương tiện xe cộ đi lại thì trao đổi hàng hóa thì mình sẽ có xe, mình sẽ có sự vận chuyển các kiểu, đúng không? Nhưng mà các em ơi, chúng mình đấy là với những con mắt hiện đại và nhìn vào hiện đại thì chúng mình sẽ thấy như thế. Nhưng mà khi mà các bạn thử tưởng tượng vào cuối thế kỷ thứ 19, phương tiện chủ yếu đi lại của chúng ta là gì? Là đôi bàn chân. À, sức lực di chuyển cũng bằng sức người. À, hiếm lắm thì có những nhà rất là giàu thì chắc là có được một cỗ xe ngựa, không thì sẽ được rước, được khênh kiệu như trong các bộ phim cổ trang mà chúng mình thường thấy đấy. Nhưng mà đối với một gia đình làm ăn buôn bán bình thường thì chắc chắn rồi, phương tiện đi lại là đôi bàn chân. Vậy thì quanh năm buôn bán thì chắc chắn là sẽ có hàng hóa, mà không có phương tiện đi lại, chỉ bằng đôi chân của mình thôi và được gồng gánh bằng đôi vai, bằng chính sức lực của mình, thì các em sẽ hiểu được cái tính chất của cái công việc nó sẽ vất vả và nặng nhọc như thế nào. Được không nào? Ở đây thì các bạn thấy được cái công việc buôn bán của bà Tú thì chúng mình sẽ cảm thấy gợi được cái sự vất vả, rất là lam lũ, được chưa? Đấy là về phần công việc. Rồi, vậy thì quanh năm buôn bán ở đâu? Tức là cái địa điểm buôn bán. À, địa điểm mom buôn bán đây là mom sông.
Và mom sông ở đây trong phần sách giáo khoa đã chú giải với chị em mình. Đây là cái phần đất nhô ra ở phía lòng sông. Đây là một cái phần rất là nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị sạt nở. Thì ở đây gợi chúng ta là cái sự nguy hiểm. Nguy hiểm luôn rình rập xung quanh cái công việc của bà Tú. Vậy thì rốt cuộc ở lại trong cái câu thơ đầu tiên này, quanh năm buôn bán ở mom sông, gợi cho chúng ta điều gì? Đó chính là hình ảnh của một người phụ nữ quanh năm ngày tháng vất vả, khó khăn và phải luôn phải đối mặt với những cái nguy hiểm. Ở đây các bạn chốt cho chị là gợi cho chúng ta cái hình ảnh khái quát nhất về bà Tú được chưa nào? Hình ảnh khái quát nhất, hình ảnh khái quát nhất của bà Tú đó chính là cái cuộc sống lam lũ, vất vả và luôn phải đối mặt với những cái nguy hiểm thường trực, luôn phải đối mặt. Với những nguy hiểm thường trực. Rồi, đấy là ý cuối, đây là ý chốt trong câu đầu tiên này mà các bạn cần phải nhớ chị. Và đây là cái câu khái quát nhất về hình ảnh và cuộc đời của bà Tú, một cuộc đời lam lũ, một cuộc đời lam lũ vất vả. Đã vất vả đã lam lũ là thế, nhưng xung quanh thì ẩn chứa rất là nhiều nguy hiểm đang rình rập. Được chưa nào? Ok, chính xác. Và chị đã thấy khá là nhiều câu trả lời của các bạn rồi đấy. Tiếp theo này. Vậy thì nguyên nhân do đâu mà bà Tú phải vất vả như vậy? Nếu như mà bà Tú một mình thì có lẽ là vẫn phải làm việc, vẫn phải lao động. Nhưng cái tính chất công việc nó sẽ đỡ vất vả hơn. Cái công việc sẽ không phải quần quật quanh năm, không kể nắng mưa ngày tháng. Mà có thể là một tuần mình vẫn sẽ có những ngày nghỉ đúng không nào? Nhưng đây, nguyên nhân của sự vất vả đó chính là nuôi đủ 5 con với một chồng. Ở đây các bạn chú ý cho chị từ nuôi đủ. Tại sao chị lại bảo các bạn chú ý từ nuôi đủ này? Thì chúng mình lại phải nhìn trong xã hội phong kiến, các em phải hiểu rằng là với một người phụ nữ khi mà đi lấy chồng thì chắc chắn rồi, có một cái quan điểm trong nho giáo, đấy chính là người phụ nữ lấy chồng thì phải theo chồng, phải thờ phụng chồng, phải chiều chồng. Vậy thì ông Tú của chúng ta ở đây, cuộc đời 37 năm chỉ gắn với việc đi học, đi thi và làm thơ, sẽ không có cái việc là giúp đỡ bà Tú những cái công việc buôn bán hàng ngày. Vậy thì bà Tú vẫn phải nuôi đủ ai, đủ 5 cái miệng ăn của 5 đứa con, rồi cộng thêm với một ông chồng. Vậy từ nuôi đủ ở đây vừa không những thể hiện là phải chỉ cần cơm ăn áo mặc, mà còn phải chiều cả cái ông chồng. Chiều ông chồng đây là một cái nhà nho cuối thời. Thì các bạn biết rồi đấy, nhà nho ấy, trong cái xã hội phong kiến thì những nhà nho 37 năm cuộc đời chỉ gắn với việc đi học đi thi, không mò chân mò tay vào giúp đỡ bất kể một công việc gì đối với người vợ của mình. Người vợ của mình tần tảo một mình gánh vác gồng gánh gia đình trên vai, một bên trái là một ông chồng và bên phải là cả 5 miệng ăn của 5 đứa con đang lớn. Vậy thì tổng cộng gia đình của nhà bà Tú có tận tới 7 miệng ăn liền. Đấy chính là nguyên nhân khiến cho bà Tú phải quanh năm buôn bán ở mom sông, không có ngày tháng nghỉ ngơi. Được chưa nào? Đó, và các bạn chú ý cho chị điều đấy trong từ nuôi đủ nhá. Từ nuôi đủ này thể hiện rất là hay. Tức là sao? Không thiếu, không thừa, chỉ cái quanh năm làm quần quật này chỉ để nuôi đủ mà thôi. Gánh nặng đấy ra chính xác. Ở đây, rồi, các bạn chú ý cho chị từ nuôi đủ là như thế nhá. Bởi vì ấy, trong một bài thơ của Trần Tế Xương thì Trần Tế Xương có viết như thế này. Chị nhớ không nhầm thì bài đấy có tên là Ba Lăng Nhăng. Các bạn có thể search trên Google sẽ thấy ngay. Thì ông Tú có viết như sau: một trà, một rượu, một đàn bà, ba cái lăng nhăng nó quấy ta. Chừa được cái gì hay cái nấy, có chăng chừa rượu với chừa trà. Rồi này, rượu này, chè này, đàn bà này,
là cái ba cái thứ mà quấy quấy cái nhà nho đấy, và ba cái thứ đấy à là nhà nho thì sẽ có rượu này, sẽ có trà này, sẽ có những cái đêm gọi là thường như sẽ là sẽ đứng để ngâm vịnh này, rồi là đối tác đối ẩm hay tất cả bất cái thứ gì, thì cuộc sống không chỉ là lo lo cơm áo gạo tiền mà còn phải lo cả lo đủ những cái thú vui của một cái ông chồng là cái bậc tú tài, là một cái bậc nhà nho cuối mùa. Thì chứng tỏ là cái sự nuôi đủ này nó thể hiện rất rõ ở đây trong từ nuôi đủ, gánh nặng gia đình và còn phải chiều chồng, còn phải chiều cả ông Tú, là cái bậc nhà nho cuối thời, à là rượu là chè đúng không, là đối ẩm là thi ca là mọi thứ, thì tất cả gánh nặng đều dồn vào đôi vai của bà Tú, dường như là cái quang gánh buôn bán của bà Tú quanh năm chao đảo, tối tối sầm mặt mũi, không có lúc nào được nghỉ ngơi. À, cuộc sống nó cứ vần quay xung quanh cái cuộc sống lam lũ vất vả cực nhọc, là những miếng ăn, là cơm áo gạo tiền, quay đao như là bà Tú dường như sẽ quay như trong chóng, quanh cả một năm sẽ không được nghỉ một ngày nào. Hai bên đòn gánh cứ nặng trĩu xuống, một bên là chồng, một bên là năm người con, cứ chao đảo như vậy cho đến hết cuộc đời. Bởi vì nó là quanh năm, chả có ngày nào được nghỉ ngơi, ngơi nghỉ thong thả cả. Thì chúng ta thấy được đấy là cái nguyên nhân vì sao mà bà Tú phải lam lũ vất vả như thế. Trong câu này thì các bạn cần chú ý cho chị cái cụm từ năm con với một chồng. Tại sao ở đây Tú Xương lại tách ra? Tại sao Tú Xương không nói rằng là nuôi đủ 7 miệng ăn hay 6 miệng ăn mà lại tách ra 5 con với một chồng? Ở đây là 5 này, ở đây là 1. Khi mà đọc câu thơ này gợi cho chị cái hình ảnh mà đây là một, chị biết ra đây nhá, đây có thể là một cái đòn gánh, đây là gánh hàng của bà Tú, chị viết tự trưng như thế này, đây là cái gánh hàng quanh năm mà bà Tú chở mang đi bán, thì cái gánh hàng này san sẻ ra hai bên, một bên là một ông chồng, một bên là năm người con. Dường như Tú Xương nhận thức được việc là dường như Tú Xương nhận thức được việc là bản thân mình là một người con đặc biệt của bà Tú, không giúp đỡ gì được cho vợ của mình, mà còn phải để vợ nuôi, đỗ tú tài làm quan gì, làm quan tại gia ăn lương vợ. Thế nên ông Tú ở trong câu thơ này chúng ta dường thấy như là ông Tú nhận thức được việc là mình bằng với những đứa con, và là một đứa con đặc biệt của bà Tú phải chăm sóc, phải chiều chuộng, phải nuôi nấng. Đó các bạn chú ý cho chị, từ năm con với một chồng là như thế nhá. Chính xác, ở trong câu này thì cũng có thể hiểu là ông Tú tự nhận ra được mình chính là người phải phụ thuộc vào vợ. Ở đây như là một cái người con, ông Tú ở đây tự nhận ra mình, ông Tú nhá, tự nhận mình là một người con. Người con ở đây thì các bạn chú ý để trong mọc kép cho chị nhé. Một người con đặc biệt của bà Tú. Và ở đây còn gợi cho chúng ta một cái sự liên tưởng như thế này này. Ở đây là một và ở đây là năm. Năm người con, nuôi năm người con với mới bằng một ông chồng, thì cho thấy được rằng là nuôi một cái ông chồng này nó tốn kém như thế nào. Nuôi một ông chồng tốn kém bằng cả năm người con. Vậy thì tại sao lại tốn kém như vậy? Là chị nói rồi đấy, là nhà nho cuối mùa, là những cái nhà nho sống trong xã hội phong kiến thì họ sẽ quan niệm của xã hội, thế nên quan niệm đấy là cái quan niệm từ xưa đến nay rồi, là những cái người nam nhi sinh ra để đi học, để đi thi, để làm quan, để thành tài, để vinh quy. Thế nhưng cuộc đời thư cử của nhà thơ Trần Thế Sương lại không được như mong muốn. Thế nên về làm quan ăn lương vợ, làm quan tại gia ăn lương vợ, nhưng vẫn phải đáp ứng đủ cái nhu cầu của một cái nhà nho, đấy là rượu, đấy là chè, là ba cái lăng nhăng nó hại cái đời. Vậy thì chứng tỏ là nuôi một ông chồng này rất là tốn kém. Tốn bằng cả năm người con này thì thấy được cái sự vất vả của bà Tú như thế nào. Các em hiểu phần này chưa nào? Các em hiểu cái câu nuôi đủ 5 con với một chồng là thể hiện cái sự so sánh, cái sự so sánh giữa chồng và 5 người con, và đồng thời cho thấy được cái sự tốn kém khi mà nuôi một ông chồng như thế này. Và
ở đây cho chúng ta thấy được ông Tú nhận thức được, tự nhận mình và cũng tự nhận thức mình là người có thể nói là ăn hại để trong ngoặc kép nhá. À, cũng là một người con, cũng để trong ngoặc kép, là một người con rất đặc biệt của bà Tú. Ok chưa nào? Đó, các em hiểu cho chị phần câu đấy là các em hai câu này thể hiện những cái điều như vậy. À đó đó đó. Đây là cái hình ảnh của bà Tú khái quát nhất này. Và tại sao bà Tú lại vất vả thì đây là do phải một mình gánh vác cả gia đình. Đấy là một ông chồng và năm người con, và đặc biệt nhấn mạnh ở đây là một ông chồng. Và nuôi ông chồng này thì vô cùng là tốn kém bằng cả năm người con. Ok, hiểu rồi đúng không? Hiểu rồi thì giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhá. Rồi, chúng mình sẽ chuyển đến hai câu tiếp theo. Đây là hai câu đặc tả cảnh mưu sinh của bà Tú. Với hai câu lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đò đông. Vậy thì khi các em đọc lặn lội thân cò khi quãng vắng thì các bạn sẽ liên tưởng đến hình ảnh nào trong ca dao hay là những trong những câu hát mà chúng mình rất là quen thuộc, chúng mình nghe từ thuở vẫn còn nằm trong nôi mà được các bà các mẹ hát cho chúng ta nghe nhỉ? Các em có liên tưởng đến câu thơ hay câu hát nào không? Các em có liên tưởng đến câu thơ nào hoặc là những cái câu ca dao nào thì các em comment cho chị biết nhé. Với bản thân chị, khi chị đọc câu này lặn lội thân cò khi quãng vắng, cái đầu tiên chị chú ý nhất đấy là hình ảnh thân cò, đấy là hình ảnh con cò. Chị chú ý nhất là hình ảnh con cò, và ở đây chị thấy có khá là nhiều bạn cũng có hình ảnh con cò này, con cò lặn lội bờ ao, gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non. Hay là ngày xưa chị nhớ nhất nhá, bà chị có hay hát ru cho chị, xong đến khi mà chị có em bé, chị có những người em sau đấy thì bà chị sẽ hay hát cái bài mà con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi ông vớt tôi vào, có sáo thì sáo nước trong chớ sáo nước đục đau lòng cò con. À bạn Huyền có bài con cò bay lả bay la, bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng không nào? Đấy là những hình ảnh con cò trong ca dao. Và khi nói về con cò thì chị muốn chia sẻ với các bạn một chút xíu như thế này. Hình ảnh con cò đã trở thành một biểu tượng. À, một biểu tượng thì đầu tiên cái biểu tượng đấy sẽ xuất phát từ văn hóa trước, sẽ đi từ văn hóa cho đến văn học. Vậy thì hình ảnh con cò trong văn hóa của người Việt Nam thì sẽ gắn liền với những cái gì? Đấy chính là gắn liền với đồng ruộng, gắn liền với những người nông dân. Đấy là hình ảnh, đấy là biểu tượng con cò trong văn hóa. Và khi biểu tượng con cò này được đi vào văn học thì trước tiên được đi vào những câu ca dao dân ca, thì những như câu ca dao mà các bạn vừa có nói đấy, thì đó là con cò lặn lội bờ sông đúng không nào. Thì khi mà đi vào ca dao thì biểu tượng con cò này là hiện thân của người phụ nữ rất là vất vả tảo tần. Như các bạn thấy đấy, con cò sẽ đi kiếm ăn vào ban đêm. Chính cái đặc tính đấy khiến cho chúng ta cảm nhận được cái sự rất là tần tảo chăm chỉ, và đồng thời cũng gợi được cái sự vất vả trong cái hình ảnh con cò đó. Rồi chúng mình thấy là hình ảnh con cò thì với cái đôi chân rất là dài, rất là gầy guộc thì gợi cho chúng ta cái sự mỏng manh, rồi những cái yếu đuối của thân phận người phụ nữ đúng không nào. Thì đó chính là biểu tượng của hình ảnh con cò khi đi vào trong ca dao. Và đến bây giờ thì nhà thơ Trần Tế Xương của chúng ta vận dụng cái hình ảnh đó, đó là cái hình ảnh dân gian đã đi vào trong thơ ca trung đại, đấy là hình ảnh con cò. Nhưng con cò trong thơ ca trung đại và nhất là trong thơ của Tú Xương thì có rất là những cái điều rất là được gọi là sáng tạo. Tại sao chị lại nói thế? Ở đây các bạn chú ý này, trong tất cả những câu ca dao chị em mình vừa đọc thì đều là con cò đúng không? Con cò mà đi ăn đêm, rồi con cò lặn lội bờ ao, hay con cò lặn lội bờ sông, hay là con cò cái cò cái vạc cái nông, ba con cùng béo vặt lông cái nào chẳng hạn. Tất cả những cái câu ca dao đấy mà chị em vừa đọc với nhau thì đều là từ con. Chị viết lên đây, nháp lên đây một chút xíu nhé các em nhé. Trong ca dao thì đa số các tác giả dân gian của chúng ta sử dụng là hình ảnh con cò. Nhưng đến với thơ ca trung đại và thơ ca của Tế Xương thì chúng ta là tác giả đã sử dụng hình ảnh là thân cò. Và thân cò ở đây gợi cho chúng ta điều gì? À, trước tiên nhá, hình ảnh thân cò này
mang một cái ý nghĩa biểu tượng ẩn dụ, mang một cái ý nghĩa biểu tượng ẩn dụ cho người phụ nữ vất vả tảo tần. Vất vả tảo tần. Được chưa nào? Rồi. Còn ở đây, chúng mình lại chú ý cho chị từ thân. Từ thân gợi cho bạn, các bạn điều gì? Nếu như là con cò thì gợi cho chúng mình hình ảnh người phụ nữ rồi đúng không nào? Một cái hình ảnh tảo tần, vất vả, được chưa nào? Thì ở đây thân cò cũng sẽ một cái ý nghĩa biểu tượng như thế, cũng ẩn dụ cho người phụ nữ vất vả tảo tần. Nhưng từ thân này còn gợi cho chúng ta một cái nét nghĩa đây này. À, đó chính là một thân một mình. À, gợi sự cái cô đơn lẻ bóng, là cái sự phải lam lũ, cái sự vất vả lam lũ này chỉ có một mình thôi và không có một cái ai san sẻ hết. Một mình gồng gánh năm miệng ăn của năm người con rồi thêm một ông chồng. Thì cái từ thân này gợi cho chúng ta cái hình ảnh lủi thủi. Lủi thủi. Một mình cô đơn của cái người phụ nữ vất vả tần tảo này, tức là cái người phụ nữ này luôn luôn phải một mình, luôn luôn phải lủi thủi à để gành gồng gánh gia đình, chỉ có một mình thôi. Thì ở đây từ thân này nhấn mạnh cái sự lủi thủi vất vả lam lũ này chỉ có một mình mà thôi. Đúng chính xác, ở đây bạn Đỗ Liên có nói một câu là thân phận một mình gồng gánh. Thì với một câu đấy thì chúng mình có thể khái quát được rằng là ở đây là sao? Từ thân này gợi cho các bạn cái hình ảnh đấy là một mình người phụ nữ phải gồng gánh cả một cái gia đình, cả bảy miệng ăn như thế. Đó, các em chú ý cho chị điều đấy nhá. Tiếp này, ở đây các bạn lại chú ý cho chị từ lặn lội. À, một biện pháp rất là quen thuộc trong thơ ca trung đại đó chính là đảo ngữ. Thì ở đây cũng sử dụng biện pháp đảo ngữ. Bình thường ấy thì nếu mà nói đúng thì sẽ là danh từ mới đến động từ đúng không? Thì phải là thân cò lặn lội khi quãng vắng. Nhưng trong thơ của Tú Xương thì đã đảo ngữ lên đầu câu, đặt lặn lội, để lặn lội lên đầu câu trước này. Để làm gì chắc chắn rồi, sẽ để nhấn mạnh đúng không nào? Nhấn mạnh cái sự lam lũ cực nhọc. Lặn lội thì ở đây dùng để nhấn mạnh đảo ngữ, nhằm nhấn mạnh sự vất vả và những cái gian truân của bà Tú, được chưa nào? Đó là hai điểm rất là mới khi mà nói về thơ của Trần Tế Xương, tức là vận dụng hình ảnh của dân gian, vận dụng những cái tín hiệu nghệ thuật trong ca dao. Nhưng khi đi vào trong thơ của Trần Tế Xương thì sẽ thấy được những điểm mới. Mới ở đâu? Đó chính là việc sử dụng nghệ thuật đảo ngữ này, được chưa nào? Nhằm nhấn mạnh sự vất vả, gian truân. Đồng thời thì sử dụng rất hay cái từ thân cò. Từ thân thì gợi cho chúng ta cái sự một mình, lủi thủi, cô đơn, phải gồng gánh, phải chịu một mình, phải chịu cái nỗi vất vả, gian truân như thế này. Đó, các em đã hiểu được vấn đề ở đây chưa? Các em đã thấy được cái điểm mới, cái sự vận dụng sáng tạo ngôn ngữ dân gian ở đây chưa? Đây là nghệ thuật. À, hãy quay lại với phần mục tiêu. À, cách nói của văn học dân gian nhưng lại được vận dụng một cách rất là sáng tạo. À, đó là nghệ thuật. Và các bạn chú ý cho chị, đấy là nghệ thuật của bài thơ Thương Vợ này nhá. Các bạn chú ý cho chị điểm đó. Được chưa nào? Các em đã hiểu phần đấy chưa nào? Tiếp này. À, tiếp theo đó chính là hình ảnh khi quãng vắng. Các bạn chú ý chị từ khi quãng vắng này nhé. Khi quãng vắng gợi cho em điều gì? À, khi quãng vắng thì gợi cho đầu tiên chắc chắn rồi, đấy là một hình ảnh. À, chị xin lỗi, gợi cho chúng ta một khoảng không gian. Một khoảng không gian như thế nào nhỉ? Rất là heo hút và rợn ngập. Khi quãng vắng gợi cho chúng ta một khoảng không gian rất là vắng. Đầu tiên là phải vắng trước. Vì vắng thế nên mới heo hút và rợn ngợp.
đã là ở Mom Sông. À, Mom Sông là cái địa hình rất là nguy hiểm, bốn bề đều là nước, đúng không nào? À, đã ở Mom Sông thì chớ, xong không gian lại rất là vắng. Khi quãng vắng, rất là heo hút, rất là rợn ngợp. Nếu như có chuyện gì xảy ra, nhỡ chân hoặc là nhỡ đâu một cái Mom Sông đấy, cái mảnh đất lồi ra phía lòng sông đấy bị sạt lở thì làm sao? Thì chắc chắn là cái việc buôn bán đấy của bà Tú sẽ rất là nguy hiểm. Rồi vắng không có người thì làm sao có người cứu, đúng không nào? Heo hút rợn ngợp, vắng bóng, chính xác. Nhưng ở đây khi quãng vắng, trong thơ của Tú Sương còn gợi cho chúng ta một điều nữa, đó chính là gợi cả về mặt thời gian. Tại sao chị nói là gợi cả về mặt thời gian? Thì các bạn chú ý chị từ khi. Khi nào? À, sẽ có câu hỏi là khi mà chúng mình hỏi về thời gian sẽ có khi nào, đúng không? Trong tiếng Anh thì các bạn sử dụng là từ gì thì chị không nhớ, nhưng mà trong tiếng Việt khi mà để hỏi giờ thì chúng khi phải hỏi về thời gian thì sẽ hỏi là khi nào. Khi nào bạn lên máy bay thì có thể là 7 giờ sáng mai, thì đấy là hỏi về mặt thời gian. Còn về không gian thì chúng mình sẽ có một cái kiểu câu hỏi, đó chính là như thế nào nhỉ? Ở đâu? Chính xác ấy, chị thấy bạn Thu ấy, thiên tài tiếng Anh, các bạn học khối D sẽ biết ngay phần này. Đây chúng mình sẽ dùng từ when, và cái này chắc là từ where đúng không? Từ where viết thế nào các em nhỉ? Hình như là như thế này, chị nhớ không biết có đúng không? Hình như là sai thì phải. Nhưng ở đây thì chúng mình sẽ thấy được rằng là câu hỏi trong khi quãng vắng này sẽ gợi cho các em cả về mặt không gian và thời gian. Chị xin cảm ơn Huyền và xin cảm ơn Huệ. Từ E này, chữ này là chữ E nhá. Được chưa nào? Nói tí xíu tiếng Anh cho các bạn vui thôi. Tuy nhiên là tập trung vào đây. Tập trung vào cho chị câu hỏi khi nào và ở đâu. Khi nào? Khi quãng vắng. À, khi quãng vắng sẽ gợi cho các em. À, đấy chính là sáng sớm. Đấy là cái lúc mà gà còn chưa gáy, bà Tú đã phải gánh cái đôi quang gánh trên vai đi ra cái nơi Mom Sông để thực hiện cái công việc buôn bán của mình. À, còn khi khi quãng vắng là còn khi nào nữa? À, đó gọi là khi mà mặt trời đã tắt núi, khi mà tất cả mọi người đã về hết. À, đấy là thời gian. Được chưa nào? Ở đây khi quãng vắng thì các em phải chú ý cho chị, vừa gợi cả không gian vừa gợi thời gian. Và không gian thời gian ở đây thì làm sao, cái khoảng thời gian này cũng rất là vắng vẻ, không còn có người nữa, đấy là khi sáng sớm gà chưa gáy. Còn khi đêm đến tối đến thì đã là mặt trời đã khuất núi, không còn một bóng người nào nữa, đấy là thời gian. Còn không gian thì sao? Không gian thì vắng vẻ. À, vắng này thì lại gợi cho chúng ta đến bài bài gì, Câu cá mùa thu, đúng không? Ngõ trúc quanh co khách vắng teo, thì ở đây cũng vậy, cũng rất là vắng, cũng chẳng còn ai nữa, rất là vắng, rất là heo hút, rất là rợn ngợp. Và ở đây cũng gợi cho chúng mình cái sự nguy hiểm. À, đó, cũng gợi cho chúng mình cái sự nguy hiểm trong công việc của bà Tú. Rồi, vậy thì với câu này, lặn lội thân cò khi quãng vắng, chốt lại thì các bạn cần chú ý cho chị, đấy chính là những cái ý nghĩa biểu tượng ẩn dụ cho người phụ nữ là một này, và cái vận dụng sáng tạo trong thơ của Tú Xương đó là hình ảnh thân cò và biện pháp nghệ thuật đảo ngữ. Và chú ý cho chị, khi quãng vắng này vừa gợi cho chúng mình khoảng không gian và thời gian. Được chưa nào? Các em chú ý cho chị ba cái điểm đó trong câu thơ đó. Được chưa nào? Vậy thì chốt lại một câu thôi, nói về câu này là gì? Với tất cả những ý mà chị em mình vừa phân tích với nhau thì chốt lại ở đây gợi cho chúng ta cái sự vất vả. Gợi sự vất vả, à, thui thủi một mình của bà Tú. Thui thủi một mình của bà Tú. Được chưa nào? Tiếp theo, chị em mình sẽ đến với câu thơ số 2 trong hai câu thực này. Eo xèo mặt nước buổi đò đông. Tự nhiên lại tạo ra một cái khoảng các cặp từ đối lập nhau, đúng không nào? Ở trên đây thì sẽ có khi quãng vắng, ở dưới này là buổi đò đông. Vậy thì cái hình ảnh buổi đò đông này có làm giảm cái sự nguy hiểm cũng như là những cái khó khăn luôn rình rập với cái công việc của bà Tú hay không? Nếu
nếu như khi quãng vắng gợi cho chúng ta cái sự heo hút rợn ngợp, thì cái buổi đó đông này gợi cho các em điều gì? Buổi đó đông này gợi cho chúng ta điều gì? À, thì trong ca dao xưa ấy, thì các cụ chúng ta khuyên như thế này. Tức là con ơi nhớ lấy câu này, sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua. À thì vậy chứng tỏ là với một cái bài học mà ông cha ta đã để lại trong trong những cái bài học ca dao như thế, thì chúng ta thấy là cái buổi đò đông này cũng sẽ thể hiện cái sự nguy hiểm trong công việc, cũng gợi cho chúng ta cái sự nguy hiểm. Nó không kém phần khi quãng vắng. Buổi đò đông hay là khi quãng vắng thì đều gợi ra một cái sự nguy hiểm nhất định. Bởi vì sao? Bởi vì sông sâu thì không nên lội, mà đò đầy nếu mà đi thì cũng rất là nguy hiểm. À, chính vì thế mà cũng gợi ra cái sự nguy hiểm, được chưa nào? À, ở đây tiếp này. Ở đây các bạn chú ý cho chị từ eo xèo. Eo xèo mặt nước bổi buổi đò đông. Cái từ eo xèo này chị em mình đã cùng nhau giải thích ở trước, đó chính là những cái lời kỳ kèo, kêu ca phàn nàn một cách khó chịu, đúng không nào? À, vậy thì ở đây eo xèo, đây các bạn chú ý cho chữ từ eo xèo nhá. Từ eo xèo đó chính là chỉ sự cãi vã, chỉ sự cãi vã, chỉ sự cãi vã này, tranh giành khách hàng của nhau, tranh giành khách hàng của nhau. Rồi, tranh giành khách hàng của nhau. Và đồng thời thì lại cũng dùng với từ lặn lội eo xèo, cũng sẽ được đảo lên đầu câu, đảo ngữ đây cho nào, nhằm nhấn mạnh thêm. Đảo ngữ, ở đây cũng sẽ sử dụng biện pháp đảo ngữ. Eo xèo được đặt lên đầu câu, càng nhấn mạnh cái sự cãi vã, cái sự kỳ kèo và tranh giành khách hàng trong cái buổi đò đông này. Được chưa nào các em? À, tiếp theo này, các bạn chú ý tiếp cho chị này. À, rồi, ở đây nhìn, khi mà nhìn tổng thể ở cả hai câu này, chỉ sự cãi vã, tranh giành, rồi buổi đò đông cũng thể hiện cái sự nguy hiểm, được chưa nào? Và khi mà các bạn sẽ nhìn tổng thể cả hai câu, lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đò đông, thì chúng mình còn thấy một biện pháp nghệ thuật nữa, đó chính là nghệ thuật đối. Đối cái gì với cái gì? Đấy chính là sự lặn lội một mình khi quãng vắng này. Khi quãng vắng đối lập với sao? Đối lập với buổi đò đông. À, tiếp theo, tiếp này, với cái nghệ thuật đối này, nếu như khi quãng vắng thể hiện sự heo hút rợn ngợp, và cái buổi đò đông này thể hiện cái sự chen chúc, chen lấn, xô đẩy, tất cả đều thể hiện cái sự nguy hiểm trong công việc của bà Tú. Sự nguy hiểm, thể hiện sự nguy hiểm luôn rình rập trong công việc của bà Tú. Chị vừa đọc vừa viết tắt là chắc các em cũng hiểu đúng không? Đây là sự, cái nghệ thuật đối này để thể hiện sự nguy hiểm trong công việc của bà Tú, được chưa nào? Rồi, vậy thì bây giờ lại quay trở lại với câu chuyện là hình ảnh bà Tú được thể hiện qua nỗi lòng của ông Tú. Vậy thì ở đây, nỗi lòng của ông Tú được thể hiện qua hai câu thơ này thì như thế nào? Với hình ảnh người vợ của mình, với cái công việc rất là vất vả, luôn phải lủi thủi một mình, nơi quãng vắng, rồi đó là buổi đò đông. À, đấy còn là cái sự nguy hiểm trong công việc luôn luôn rình rập bà Tú. Thì ở đây còn một cái điều nữa mà các bạn cần phải chú ý cho chị, đó chính là nỗi lòng của ông Tú. Chắc hẳn phải là một người rất là yêu thương vợ, quan tâm vợ và thấu hiểu vợ của mình. Thế nên ông mới có thể thấu rõ được cái sự vất vả của người vợ. Các em biết đấy, ví dụ nhá, trong một cái trường hợp, chị ví dụ trước này. Đầu tiên nhá, khi mà các em làm một việc gì đấy, dù là kết quả không được như là mong muốn, nhưng mà vẫn được một người khác thừa nhận và công nhận điều đấy, và nói với em một câu rằng là không sao các em ạ,
các em đã rất là cố gắng và kiểu như thấu hiểu được cái quá trình vất vả và cái sự nỗ lực của mình như thế nào, thì các em sẽ cảm thấy được an ủi, được động viên hơn, đúng không nào? Thì ở đây bà Tú cũng như vậy, bà Tú rất là vất vả, rất là dường như là một mình phải gánh vác tất cả mọi thứ, lủi thủi một mình, khi quãng vắng buổi đò đông, tất cả đều gọi cái sự vất vả, gian truân, rồi cả sự nguy hiểm nữa. Nhưng ngược trở lại thì bà Tú được ông Tú thấu hiểu cái sự vất vả đấy như thế nào. Và thứ nhất thì ở đây phải là một người chồng rất là yêu thương và thấu hiểu vợ, rất là thấu hiểu vợ của mình. Và đồng thời vì thấu hiểu, vì yêu thương, thế nên ông Tú vô cùng thương xót người vợ của mình. Được chưa nào? Thương xót, thể hiện thương xót đối với bà Tú. Đó là nỗi lòng của ông Tú qua hình ảnh này. Được chưa nào? Ông Tú thể hiện nỗi lòng đồng cảm của mình đối với vợ. Chính xác. Tức là ở đây như là sao? Tức là ông Tú thấu hiểu, đồng cảm với công việc, với cái sự vất vả và nguy hiểm của bà Tú. Rồi, và qua đó thể hiện cái sự thương xót của một người chồng đối với người vợ. Được không nào các em? Rồi, đấy là hai câu thực đặc tả cảnh mưu sinh của bà Tú. Chắc hẳn ở đây chúng mình sẽ hỏi là câu hỏi là phải là một người rất là quan tâm và yêu thương mình thì mới có thể thấu hiểu và đồng cảm và nhìn ra được cái sự vất vả của bản thân mình, đúng không nào? Thì ở đây cũng một phần nào đấy cho chúng ta thấy được cái tình cảm của ông Tú dành cho bà Tú rất là nhiều. À, vì dành nhiều tình cảm, vì quan tâm, vì yêu thương thế nên ông Tú mới thấu hiểu. Mới có thể quan sát rất là kỹ lưỡng những cái công việc hàng ngày của bà Tú như thế nào, vất vả ra làm sao, và đồng thời thể hiện sự thương xót. Ok chưa nào? Em ơi, các em đã hiểu hiểu hai câu thực đặc tả cảnh mưu sinh của bà Tú chưa nào? Hiểu rồi thì mình sẽ chuyển tiếp em nhé. Sau khi chúng mình tìm hiểu đặc tả cảnh mưu sinh của bà Tú thì cuối cùng chị em mình sẽ tìm hiểu hai câu nữa để thể hiện hết cái hình ảnh của bà Tú trong trong 6 câu thơ đầu. Và ở đây hay còn gọi là hai câu luận thì chúng mình sẽ tìm hiểu một duyên hai nợ âu đành phận, năm nắng 10 mưa dám quản công. Thì ở đây là đức tính cao đẹp của bà Tú được thể hiện qua hai câu thơ này. Khái quát về bà Tú rồi này, đặc tả những công việc rất là mưu sinh của bà Tú vất vả rồi gian truân rồi nguy hiểm như thế nào thì mình đều thấy được rồi này. Và đến đây thì chúng mình sẽ thấy được một bà Tú với những cái đức tính cao đẹp của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa. Được không các em? Vậy thì ở đây câu thơ đầu tiên trong hai câu thơ này đó chính là một duyên hai nợ âu đành phận. Khi nhắc đến duyên và nợ thì có lẽ là các em lại nhớ đến thất tình ăn chè đậu đỏ, đúng không? Ăn chè đậu đỏ để mong có người yêu. Thì ở đây trong ca dao hay là trong thơ ca của chúng ta cũng vậy. Khi mà những cái đôi đôi lứa đến với nhau và yêu nhau thì là do chữ duyên. Và chữ duyên này theo quan niệm của người xưa ấy thì đó chính là do ông Tơ Bà Nguyệt xe duyên. Thì trong ca dao có một câu nói về chữ duyên như thế này: kiếp người sao mãi long đong, ông Tơ Bà Nguyệt chỉ hồng xe duyên. Thì dường như ở đây ông Tú và bà Tú được ông được được ai nhỉ, chị quên mất. Chị xin lỗi. Ở đây là được ông Tơ Bà Nguyệt xe duyên, xe để đến với nhau, gặp với nhau bởi một chữ duyên và đến với nhau. Nhưng chữ duyên này thì chưa đủ thành vợ thành chồng, mà nó còn có cái nợ đời của nhau. Vì nợ đời của nhau thế nên mới sống với nhau. Ông Tú sống 37 37 năm trên cuộc đời thì cũng là 37 năm rồi lấy vợ sớm và gắn bó với bà Tú. Gặp nhau là do cái duyên, nhưng sống được với nhau, ở với nhau là do duyên nợ, được chưa nào? Vậy thì ở đây các bạn chú ý cho chị cụm từ một duyên hai nợ, tức là họ đến với nhau, ông Tú với bà Tú đến với nhau là do chữ duyên. Nhưng chữ duyên này thì chỉ có một mà thôi, một chữ duyên và đến với nhau bởi ông Tơ Bà Nguyệt xe cho. Nhưng họ có ở lại được với nhau hay không là còn do cái nợ, mà cái nợ này lại có tận những hai. Các bạn chú ý một và hai này nhé.
À, nợ ở đây gấp đôi duyên. Nợ gấp đôi duyên. Và ở đây dường như ông Tú tự coi bản thân mình chính là nợ đời của bà Tú. Ở đây các bạn cho chị một cái dấu suy ra. Ở đây tức là ông Tú tự coi mình là nợ của bà Tú. Được chưa nào? À, đến với nhau bởi chữ duyên, sống với nhau bởi chữ nợ. Ông Tú tự nhận mình chính là nợ đời của bà Tú. Nhưng đến cuối cùng thì có lẽ các bạn phải chú ý nhất cho chị từ Âu đành phận. À, Âu đành phận trong sách giáo khoa giải thích như thế nào nhỉ? Các bạn lại dở cho chị sang trang số 30 thì các bạn lại thấy này. Các bạn thấy ngay. Âu đành phận, Âu đành trong tiếng cổ là thôi đành, tức là thôi đành do số phận, ý tức là họ đến với nhau là do duyên duyên trời định, duyên trời xe, nhưng họ sống được với nhau là do cái nợ và họ chấp nhận điều đấy, thôi đành vậy. Ừ, thì ở đây cái từ Âu đành phận cho thấy là cái sự thôi đành và chấp nhận số phận. Họ sống với nhau và họ chấp nhận. Ở đây thì cho chúng ta thấy là bà Tú. Chú ý từ Âu đành phận này nhá. Chính là bà Tú chấp nhận số phận. Chấp nhận số phận như thế nào? Chấp nhận số phận ở với một cái ông chồng, ở với một ông chồng không giúp gì được cho mình, ở với một ông chồng mình phải nuôi một ông chồng đấy mà bằng 5 người con. Chấp nhận cái số phận một mình thân cò lủi thủi bên quãng vắng, rồi chấp nhận cái thân cò ở buổi đò đông khi mặt nước buổi eo xèo tranh cãi giành hàng của nhau. Bà Tú chấp nhận hết. Bởi sao? Bởi do duyên trời đã định, bởi nợ đời của nhau, thế nên Âu đành phận. Bà Tú chấp nhận số phận, chấp nhận số phận thân cò của mình, chấp nhận sống chung với một ông chồng không giúp gì được cho mình. Đó, đấy là Âu đành phận, được chưa nào? Tiếp này, các bạn chú ý tiếp câu tiếp theo. Năm nắng 10 mưa dám quản công, đúng không nào? Rồi, ở câu này thì gợi cho các em điều gì? Các em có liên tưởng đến một cái câu thành ngữ nào đấy mà các bạn đã được học không? Nếu như các bạn nhận ra thì các bạn có thể comment cho chị biết xem là với cái câu năm nắng 10 mưa dám quản công này thì các em nhớ đến điều gì nhá? Ở đây chị chưa chưa nhận thấy một câu trả lời nào. Tuy nhiên thì khi mà nhắc đến năm nắng 10 mưa thì bản thân chị có nhớ đến một cái câu thành ngữ như thế này. Đấy chính là một nắng hai sương. Chính xác. Nguyễn Mạnh Cường rất là chính xác. Khi nói đến câu năm nắng 10 mưa thì chị nhớ nhớ cái câu thành ngữ đấy là một nắng hai sương. Mà câu thành ngữ một nắng hai sương là chỉ cái gì các em nhỉ? Đấy là chỉ cái sự vất vả. Đúng không nào? Nhưng mà ông Tú đã vận dụng cái cách nói của dân gian, vận dụng thành ngữ một nắng hai sương và để nói thành năm nắng 10 mưa. Các bạn chú ý cho chị từ số từ 5 và số từ 10 nhá. 5 và 10 ở đây là những cái số lượng phiếm chỉ. Đây là số lượng phiếm chỉ, các bạn chú ý cho chị. 5 và 10 ở đây đều là số lượng phiếm chỉ. Tức là 5, 10, 15, 20 hay có thể là nhiều hơn nữa thì nó chỉ là một cái số lượng phiếm chỉ để chỉ số nhiều. Để chỉ số nhiều. Tại sao Tú Sương lại không sử dụng một nắng hai sương mà phải là năm nắng 10 mưa? Các bạn thấy được rằng này, dường như là khi mà chúng ta sử dụng cái số số lượng phím chỉ càng nhiều thì gợi cho cái sự vất vả đấy nó càng tăng thêm bội phần. Chính vì thế ở đây Tú Xương sử dụng 5 và 10 là những cái số từ để chỉ số nhiều. Ở đây chỉ số nhiều thì để gợi cho chúng ta cái sự vất vả nó càng nhiều lên. Còn tiếp theo các bạn chú ý cho chị từ nắng và mưa. Nắng và mưa hiểu theo nghĩa thực thì đây là hai cái hiện tượng thời tiết tự nhiên
Tuy nhiên thì bình thường thì chúng mình sẽ cảm giác là khi mà bầu trời quang mây tạnh thì lúc nào cuộc sống cũng sẽ êm đềm và bình yên hơn. Nếu như cuộc đời nắng và mưa là hai cái trạng thái thời tiết rất là cảm giác là khi các bạn ra đường ngoài nắng thì các em cũng cảm thấy rất là mệt, rất là nhọc mệt. Rồi ra ngoài trời mưa thì cũng rất là vất vả. Chính vì thế ở đây, nắng và mưa ở đây sẽ gợi cho chúng ta cái sự vất vả. Cái sự vất vả, gian lao. Đồng thời cái sự vất vả gian lao này nó sẽ còn được thể hiện tiếp ở câu giám quản công. Dù vất vả, dù năm nắng 10 mưa có như thế nào đi chăng nữa, dù vất vả này có gấp bội, dù gian lao này có gấp bội, bội phần có thể là 5, có thể là 10 và có thể thậm chí là nhiều hơn nữa. Nhưng người phụ nữ ở đây chính là bà Tú giám quản công. Tức là sao? Thì các bạn chú ý cho chị từ giám quản công. Giám quản công ở đây là thể hiện cái gì? Tức là sao? Tức là dù có vất vả, dù có gian lao ra làm sao, nhưng cũng không dám. Đúng rồi, chính xác, cũng không dám là không dám lên tiếng và chấp nhận cái số phận của mình, âu đành phận, chấp nhận cái số phận đấy, thể hiện cái sự hy sinh thầm lặng cao quý vì chồng, vì con, vì gia đình, đúng không nào? Không dám quản công. Tức là chấp nhận số phận, không dám kể công, dù bản thân mình có vất vả đến như thế nào, vẫn âm thầm hy sinh chịu đựng và lặng lẽ hy sinh vì gia đình, vì chồng, vì con. Thì ở đây cái từ giám quản công này còn cho chúng ta thấy một điều, đó chính là sự chịu thương chịu khó, sự chịu thương chịu khó, chấp nhận số phận, không dám kêu ca bất cứ một điều gì, sự chịu thương chịu khó. Ngoài sự chịu thương chịu khó năm nắng 10 mưa này, không dám kể công, thì chúng ta còn gợi một cái đức tính của người phụ nữ trong xã hội xưa, đó chính là hết lòng vì chồng vì con, hy sinh thầm lặng, hy sinh tuổi thanh xuân, hy sinh tất cả mọi thứ vì chồng vì con, không kể ngày đêm nắng mưa gió bão, đều lặn lội khi quãng vắng buổi đò đông, nơi để kiếm ra đồng tiền nuôi cho năm đứa con có cái ăn cái mặc, nuôi cho một ông chồng, có cái rượu cái chè, có cái tất cả mọi thứ của một nhà nho quế vụ, đáp ứng tất cả nhu cầu của một người chồng, của một ông tú, được chưa nào? Thì ở đây cho chúng ta thấy cái đức tính rất là cao quý của người phụ nữ, đức tính của người phụ nữ, của người phụ nữ xưa, đó chính là gì? Là sự hy sinh thầm lặng, hết lòng vì chồng vì con, cho con, được chưa nào? Thầm lặng hết lòng vì chồng vì con. Các em ơi, các em ơi, chị bị lag, quay lại khổ quá, mạng chung cái mạng nhà chị nó bị con cá mập cắn thì phải, chị bực mình quá. Các em ơi vào lại nhá, vào lại nhá. Các em nghe được chị nói chưa? Các em ơi, đã nghe được chị nói và đã thấy rõ màn ảnh của phần live chưa nào? Ồ, vẫn bị mờ à? Mờ lắm à, chết rồi, làm sao bây giờ nhở? Ở bên chị thì cái phần bên của chị ấy thì nó lại rất là rõ, nên chị đã không biết là vấn đề đang ở đâu, bởi vì chị nhìn ở màn hình thì chị lại đang thấy rất là rõ đường truyền ấy. Khổ quá các em ạ. Chị thấy có một số bạn đã xem được rồi đấy. Ok. Đến đến phần này thì các bạn chú ý cho chị nhá. Chị nói lại cái câu năm nắng 10 mưa giám quản công này. Nếu như mà mờ quá thì nghe chị nói nhá. Thì ở đây chốt lại một câu ở đây, nó chính là thể hiện được cái đức tính của người phụ nữ trong xã hội xưa, đó là sự hy sinh thầm lặng, hết lòng vì chồng vì con, được chưa nào? Ok. Và đấy là cái đức tính cao đẹp của bà Tú. Đức tính cao đẹp của bà Tú.
À, đó là sự hy sinh của thân cò, đó là tấm lòng hết chồng, hết lòng vì chồng vì con. Nó không chỉ là cái đức tính của bà Tú đâu, mà nó còn là đức tính của người phụ nữ nói chung trong xã hội xưa. Trong xã hội phong kiến, trong xã hội xưa hay là trong xã hội phong kiến, được chưa nào? Đó. Và trong hai câu này thì các em có thể có thấy được rằng là nỗi lòng của ông Tú qua hai câu thơ thể hiện cái đức tính của bà Tú này, thì có thấy được cái nỗi lòng ẩn chứa phía sau không? Tức là bà Tú hiện phía trước à, nhưng thấp thoáng đấy chính là những cái tâm sự, là cái nỗi lòng của ông Tú ẩn phía sau. Vậy thì với hai câu này à, thì chúng mình thấy được điều gì, thấy được tâm sự gì, thấy được nỗi lòng gì của ông Tú nào? À, ở hai câu thơ này, qua việc thể hiện được cái đức tính cao đẹp của người vợ của mình, thì Tú Xương đã thể hiện cái sự cảm phục, cái sự cảm phục của người chồng trước sự hy sinh của người vợ. Rồi, ở đây hơi thiếu giấy một chút nhé, thì chị sẽ ghi phần mực đỏ ở đây cho các bạn chú ý rõ hơn này. Kết lại ở đây, tất cả là những cái đức tính của người phụ nữ trong xã hội xưa, thì qua đó thì ông Tú thể hiện sự cảm phục của một người chồng đối với vợ, đối với sự hy sinh của người vợ. Rồi, đó là sự hy sinh, là sự thương xót, là sự cảm kích. Và tất cả những điều đấy, chị sẽ có một ý thứ hai. Ngoài sự cảm phục ra thì ông Tú còn gửi gắm những cái tình cảm của mình đến với người vợ. Thì ở đây là ông Tú thể hiện cái sự tri ân của một người chồng đến với người vợ đã vất vả cả một cuộc đời, hy sinh cả một cuộc đời của bản thân để lo cho chồng, để lo cho con. Thì đấy là sự tri ân của ông Tú dành cho vợ của mình. Đó là thể hiện sự cảm kích, sự cảm phục, sự xót thương. Được chưa nào? À, các bạn chú ý cho chị nhé. Qua hai câu luận thể hiện đức tính cao đẹp của người phụ nữ, và ở đây nói riêng là bà Tú, thì ông Tú đã thể hiện cái sự tri ân của mình đối với vợ. Đó là sự cảm thông, là sự cảm kích, cảm phục. Rồi à, là những cái tấm lòng của một người chồng đối với người vợ của mình trước cái sự hy sinh thầm lặng của người vợ như thế. À, tức ở đây có nghĩa là gì? À, chị em mình nói nôm na với nhau, tức là à, ông Tú thấu hiểu bà Tú, nhìn thấy hết cái nỗi vất vả gian truân của bà Tú, và bây giờ ông Tú à thể hiện cái sự tri ân này cũng đồng nghĩa với việc là ông Tú công nhận cái sự hy sinh này của bà Tú. À, qua đó thì thấy được rằng là ông Tú rất là yêu thương và trân trọng người vợ của mình. Nếu rơi vào những trường hợp là à, bản thân em cố gắng rất nhiều, em hy sinh rất nhiều cho một người chẳng hạn, em có thể không quản ngày đêm khi mà bạn đấy nhờ em làm bài tập. Ví dụ nhá, chị ví dụ trong cuộc sống đời thường của chúng ta thôi, thì các em sẽ thấy rõ hơn những cái tấm lòng mà chúng ta được ghi nhận, được tri ân. Tức là khi mà hai em đang quen nhau, có thể là hai bạn nữ, có thể là hai bạn nam, hoặc có thể là một nữ một nam, hai các em là những người bạn thân của nhau, và em đối với bạn đấy hy sinh hết lòng vì bạn. Tức là mình chơi chơi kiểu là ui, tao sẽ vì mày có thể làm tất cả, xông vào núi đao biển lửa thì tao cũng sẽ làm, và tao sẽ như kiểu là bất kể lúc nào mày gọi tao cũng sẽ có mặt. Thì bạn ấy trả là ôi mày ơi, bài này khó quá, tao không làm được, mặc dù lúc đấy 12 giờ đêm rồi, mình rất là buồn ngủ rồi, nhưng mà mình vẫn cố gắng ngồi đến tận 1 giờ sáng để giải cái bài tập đấy cho bạn đấy và hướng dẫn bạn đấy có thể làm được. À, vậy thì đấy là cái sự hy sinh của mình à, dành cho bạn. À, và người bạn của mình nhận thấy điều đấy và công nhận điều đấy chỉ đơn giản là ôi mày ơi, tao cảm ơn mày, và ngày hôm sau bạn ấy mua cho hộp sữa Milo. Tự nhiên thấy cuộc đời cảm giác như là dường như phần nào đó chúng mình cảm nhận được cái tấm lòng và cái tình cảm của cái đối phương chia sẻ lại, tri ân lại với mình. À, thì ở đây đấy là câu chuyện của chúng ta, và quay trở lại với câu chuyện của ông Tú với bà Tú thì cũng như vậy. Sự hy sinh của bà Tú đối với gia đình,
đối với chồng, đối với con, tất cả thì đều được ông Tú nhìn thấy, thấu hiểu, chia sẻ và thể hiện tấm lòng tri ân của mình đối với vợ bằng cách làm thơ, bày tỏ tình cảm, những cái tấm lòng sâu sắc, thương xót vợ làm sao, cảm phục trước cái đức hy sinh của vợ như thế nào. Thì đó chính là tấm lòng và cũng như là nỗi lòng của ông Tú ẩn sau bức tranh về bà Tú. Đó, các em đã hiểu chưa nào? Các em đã hiểu vấn đề chưa? Đấy là 6 câu thơ đầu hiện lên là bức tranh của bà Tú với những cái công việc lam lũ rất là vất vả. Rồi đó là những đức tính cao đẹp của người phụ nữ. Đấy là cái bức tranh về bà Tú được hiện lên. Nhưng ẩn sau bức tranh đấy còn là tấm lòng, là tình cảm của ông Tú dành cho người vợ của mình. Bạn thân thân ai đó hả? Chị kể câu chuyện vui vui về người bạn thân để cho các em thấy được rằng là trong bất kể một mối quan hệ nào, là bạn bè, là có thể là người yêu và sau này sau nữa có thể là vợ chồng, thì họ sống với nhau bằng, đến với nhau bằng cái duyên, sống với nhau bằng cái nợ. Nhưng quan trọng hơn hết trong bất kể một mối quan hệ cần có một cái sự tôn trọng, thấu hiểu và chia sẻ lẫn nhau. Thì ở đây ông Tú đã làm được điều đấy với người vợ của mình. Ông Tú mặc dù 37 năm cuộc đời chỉ gắn với thi cử đi học, nhưng mà sự nghiệp đối với Trần Tế Xương thì không được như mong muốn. Thế nhưng ông Tú đã làm trọn vẹn cái đức tính, những cái trong một mối quan hệ đối với người vợ của mình. Thì ông Tú thể hiện tình cảm này, thể hiện cái sự chia sẻ này, xót thương này, thấu hiểu tất cả mọi thứ. Mặc dù không giúp gì được cho vợ, nhưng ông Tú hiểu hết tất cả. Vì không giúp gì được cho vợ, thế nên ở hai câu cuối mới bày tỏ bộc lộ rõ nhất tấm lòng của Tú Xương đối với vợ mình. Đồng thời đó cũng là cái tiếng chửi đối với xã hội phong kiến. Và cái tiếng chửi đấy chính là chất gì các em? Chất gì chị nói với các bạn ngay từ đầu? Đấy là chất trào phúng. Thể hiện hết cái tình cảm tư tưởng của mình ở 6 câu đầu với người vợ của mình. Rồi đó, hai câu cuối đến cuối cùng, đó chính là cái nỗi lòng của ông Tú được bộc lộ rõ nhất. Đến đây, đến hai câu cuối này thì ông Tú mới được đứng về phía trước, tức là mới trực tiếp thể hiện cái tình cảm của mình. Còn 6 câu trước là đều, tất cả mọi thứ đều thể hiện qua người vợ của mình. Nhưng đến đây, đến hai câu kết này thì chúng mình thấy được ông Tú trực tiếp đứng ra bộc lộ những cái tình cảm, cảm xúc, rồi tất cả những cái điều gì mà ông Tú muốn thể hiện thì tập trung lại ở hai câu cuối. Đó chính là cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Và hai câu cuối này thì chúng mình sẽ cùng chị tìm hiểu ở trong khóa học nhé. Và nói đến khóa học thì chị có rất là nhiều bạn nhắn tin về với chị là chị ơi, cái khóa học dành cho các bạn 2K5 văn VIP ý, thì là như thế nào. Thì chị cũng có muốn nói qua một chút với các bạn về khóa học nhé. Thì khóa học của mình là khóa học VIP. Tại sao chị lại gọi nó là khóa học VIP? Là bởi vì cái khóa học này sẽ theo các em từ đầu đến cuối. Theo các em từ đầu đến cuối. Bám sát chương trình sách giáo khoa của các bạn. Chúng mình sẽ cùng chị đi tìm hiểu văn học trung đại này. Các em sẽ cùng chị đi tìm hiểu văn học hiện đại. Trong văn học hiện đại thì các bạn sẽ cùng nhau đi tìm đó là văn xuôi, đó là thơ mới, đó là thơ cách mạng. Tất cả mọi thứ thì chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu trong khóa VIP của 2K5. Lộ trình rất là rõ ràng. Nếu bạn nào còn hay thắc mắc về lộ trình lại, chị ơi, trong văn VIP thì chúng em sẽ học những gì, thì nhắn tin trực tiếp cho chị, thì chị sẽ tư vấn lộ trình cho các bạn trong khóa 2 văn VIP. Có một cái điều đặc biệt trong khóa VIP này, đó chính là các bạn sẽ được học phương pháp. Và phương pháp này các em sẽ được học toàn bộ từ nghị luận xã hội đến nghị luận văn học. Và chúng mình sẽ làm cả đọc hiểu nữa. Và chắc chắn rồi, khi các bạn có kiến thức nền, khi các bạn có phương pháp thì chị em chúng mình sẽ cùng nhau thực chiến. Thì các bạn sẽ được thực chiến. Khi mà chúng mình thực chiến chắc chắn rồi, sẽ có, chị sẽ là người chữa cho các bạn. Và đây, chữa sẽ là một chi tiết cho các bạn, được chưa nào?
Rồi, và có rất nhiều bạn cũng hỏi chị về khóa học và khi nào thì bắt đầu khai giảng, khi nào bắt đầu học và học phí như thế nào. Thì Huyền ơi, cái học phí của chị thì chị sẽ dành 10 suất đầu tiên, giảm học phí cho 10 bạn đầu tiên đăng ký khóa VIP. À, vậy thì các em hãy là người nhanh tay, trong 10 bạn này thì các em sẽ được giảm 200k cho khóa học của mình. Vậy thì chị tính cho các bạn một phép tính rất là đơn giản như thế này thôi. Học phí đi cả một năm cùng với các bạn, à đấy chính là 1.499.000. Được chưa nào? Và bây giờ các bạn nếu là người nhanh tay trong 10 bạn đăng ký đầu tiên thì các em sẽ được giảm 200k nữa. Thì tính xem chúng mình chỉ còn 1.200.000. Chị tính như thế này nhá, mà chúng mình học cả một năm này sẽ bao gồm trong lộ trình thì chị em mình đi với nhau 45 buổi để đi thực hiện tất cả những thứ này trong chương trình lớp 11. Thì các bạn thử chia cho chị xem nào, 1.200.000 chia cho 45 buổi học thì các bạn thử tính xem các em sẽ bao nhiêu tiền một buổi, các em sẽ là bao nhiêu tiền. Chị dám chắc với các bạn là số tiền này chỉ bằng số tiền các bạn tiêu vặt, các bạn uống trà sữa thôi. Thế nên các em nên đầu tư cho việc học của mình. Và thêm một phần nữa đấy chính là dịch như thế này thì các bạn cái việc mà học online có lẽ là cũng rất là quen thuộc với các em rồi. Thì chị nghĩ là nó rất rất là cần thiết trong cái thời điểm này. Thứ nhất nhá, các em đang có rất là nhiều thời gian để các em học này. Và thứ hai là chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu rất là chi tiết từ đầu đến cuối. Và thêm một phần nữa chị muốn nói với các bạn đấy chính là cái ưu đãi và quyền lợi cho các em khi tham gia khóa học. Tức là về mặt tài liệu, Học Văn chị Hiên sẽ cung cấp cho các bạn những điều gì? Thứ nhất, vẫn như chị vẫn làm với các em trong khóa học miễn phí của mình, đấy là cung cấp cho các em tài liệu liên quan đến kiến thức lý luận, đồng thời sẽ liên quan cả văn học sử để các em có một cái nhìn rất là khái quát. Nhưng mà phần những phần kiến thức chị cung cấp đấy sẽ mang tính chất khái quát theo từng cụm và từng bài. Ví dụ khi mà các em cùng chị đi tìm hiểu văn học lãng mạn chẳng hạn, chị sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức lý luận về mặt văn học lãng mạn được hình thành như thế nào, được hình thành ra làm sao và đặc trưng của trào lưu văn học lãng mạn và phong cách sáng tác cũng như là những cái ngòi bút tiêu biểu của trào lưu văn học lãng mạn, đó là Xuân Diệu, đó là Nguyễn Bính. Thì những cái phần đấy chị sẽ cung cấp rất là chi tiết và một cách khoa học trong khóa học của mình. Và tiếp nữa thì chúng mình sẽ tìm đến là đâu? Đó chính là trào lưu văn học hiện thực. Thì trước khi chúng mình học trào lưu văn học hiện thực, chị cũng sẽ lại cung cấp cho các bạn những mảng kiến thức cần thiết về lý luận trong trong văn học hiện thực. Đó là gì? Trong văn học hiện thực khi chúng mình học văn xuôi thì quan trọng nhất đó là nhân vật, là chi tiết, là tình huống truyện. Thì chị sẽ cung cấp những cái kiến thức, những cái công cụ để các bạn có một cái nhìn khái quát hơn. Đồng thời sẽ là kiến thức sử, và kiến thức văn học sử ở đây là như thế nào? Là sẽ cung cấp cho các bạn cái bối cảnh xã hội để cho các bạn có một cái nhìn soi chiếu giữa văn học và đời sống. Đấy là những thứ chị muốn làm cho các bạn trong khóa học một cách khoa học nhất, cụ thể nhất. Được chưa nào? Đấy là về mặt tài liệu, đấy là mục đầu tiên. Rồi, còn mục thứ hai này. Mục thứ hai về mặt tài liệu đó là khi mà chúng mình học đến mỗi một bài ấy, thì sau mỗi một bài các em ghi chép cái sự giảng bài của chị rồi thì đồng thời chị sẽ gửi các bạn file tài liệu, và file tài liệu này sẽ bao gồm những thứ sau. Thứ nhất là phần khái quát kiến thức. Cái phần khái quát kiến thức này sẽ được chị để ở trong bảng, bởi vì bản thân chị cảm thấy rằng là khi mà chị kẻ bảng như thế này, chị khái quát kiến thức vào bảng ở những cái ô bảng như thế này thì chị sẽ gạch cái phần khái quát kiến thức đấy chỉ là những cái gạch và cộng đầu dòng hoặc là những cái dấu chấm ý lớn cũng như là những cái ý khái quát nhất cho các bạn để các bạn thâu tóm được vấn đề giống như các em take note ấy. Thì đó là những cái keyword mà các bạn cần phải bám vào đấy để neo đậu vào đấy để chúng mình phân tích. Và đồng thời thì ngoài cái phần bảng khái quát kiến thức này thì chị sẽ cung cấp cho các bạn phần phân tích mẫu. À, tức là sao? Sau mỗi một phần khái quát thì chúng mình sẽ có một cái phần phân tích để cho các em thấy được rằng là đây là cái phần này sẽ là cái phân tích để các bạn đọc, để các em thấy được rằng là
em dựa vào đấy, hoặc là các em có thể thấy được rằng là à với bài này thì mình sẽ phân tích như thế nào, hành văn ra làm sao, được chưa nào? Và tiếp theo không thể thiếu đấy là phần liên hệ mở rộng. Trong phần mở rộng này thì chị sẽ cung cấp cho các bạn điều gì? Thứ nhất là những cái câu chuyện bên lề về tác giả và tác phẩm. À, ví dụ như là những cái câu chuyện về mảnh đời của Hồ Xuân Hương hoặc như thế nào đấy, và những cái câu chuyện này cũng sẽ giúp cho các em hiểu rõ hơn về tác giả. À, đấy là phần liên hệ mở rộng. Và cái thứ hai là những cái nhận định về tác giả tác phẩm. À, và thứ ba đó là sẽ là những cái mẫu viết mở bài kết bài. À, ở đây là những cái nhận định liên quan đến tác giả tác phẩm này. À, và đây là những cái phần câu chuyện liên quan đến tác giả hoặc tác phẩm hoặc liên quan đến phong cách sáng tác hoặc bất kể một điều gì đấy. Và thêm nữa thì chị vẫn muốn cung cấp cho các bạn những cái bài văn của những cái nhà nghiên cứu, ví dụ như là của thầy ví dụ nhá, trong văn học trung đại thì chắc chắn rồi, một bậc tiền bối không thể thiếu đấy là thầy thầy Thìn, Lã Nhâm Thìn. Rồi trong văn học hiện đại chắc chắn không thể thiếu những bài viết của thầy Xuyền, không thể thiếu những bài viết của thầy Trần Đình Sử, cũng như là tất cả những cái bài viết của những cái cây bút gạo cội của văn học, thì chị muốn cung cấp những cái bài đấy cho các bạn để chúng mình sẽ có một cái nhìn hoặc là sẽ nhìn thấy cái sự thấu đáo và chi tiết nhất. Thế nên chị rất là muốn cung cấp cho các bạn những cái bài viết như thế. Rồi đấy là tất cả những gì về khóa học mà có thể là các bạn còn chưa hiểu về khóa học VIP cho 2K5, thì hôm nay chị dành một chút xíu thời gian ở cuối buổi học để nói chuyện với các em về điều đấy. Tuy nhiên là đến bây giờ thì chị thấy là khá là nhiều bạn đã thoát ra rồi. Thì cuối cùng chắc chắn rồi, chị cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi học ngày hôm nay với chị nhá. Và theo quy định của lớp thì chị rất là muốn nghe những cái lời cảm ơn của các em đến chính bản thân mình cũng như là đến với chị, được chưa nào? Rồi, chúng mình sẽ hẹn gặp lại các em trong những cái buổi học lần sau và chúng mình sẽ đi tìm hiểu những cái bài thơ khác, được chưa nào? Và bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các em trong những buổi học lần sau nhá. Bye bye.